Hàn lập căn bản không cần né tránh, một trường thò ra bóp chặt cổ gã, tay kia nhấc trường kiếm lên trực tiếp đâm vào đầu gã. Nhưng mà trong nháy mắt mũi kiếm đâm vào, trong lòng hàn lập run lên bần bật, phát hiện có chút không đúng, vội vàng rút tay lại, thân hình rơi xuống phía dưới. Nhưng ngay sau đó, dưới bụng của hắn truyền đến một cỗ đau nhức bén nhọn kịch liệt. Hàn lập cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy âm kiêu bị hắn bắt lấy, vậy mà trong bụng lại có một âm kiêu khác thò người ra, trong tay đang nắm một thanh thủy thủ màu đen, đâm vào đan điền của hắn. Đâm chúng Hàn Lập, khóe miệng âm kiêu nhếch lên một vòng vui vẻ, thủy thủ trong tay bỗng nhiên kéo nghiêng một đường về phía trước. Một cỗ sát khí to lớn ngưng tụ thành phong nhận bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp chia tách thân thể Hàn Lập thành hai nửa, ngũ tạng ruột dưới bụng bị nghiền nát, máu tươi hắt vẫy ra bồng bềnh. Âm kiêu thu lại thủy thủ, thò đầu lưỡi ra liếm máu thanh thủy thủ thời điểm đang muốn bật cười đắc ý thì chợt nghe thanh âm hàn lập vang lên thạch đạo hữu chuẩn bị xong chưa Xong rồi, thạch xuyên không lên tiếng, hoa trong gương, trăng trong nước, tản ra. Hàn lập quát nhẹ một tiếng, lập tức triệt hồi thần thông pháp ngôn thiên địa. Âm kiêu cảm thấy nhoáng một cái, nhìn lên liền phát hiện đâu còn bóng dáng hàn lập trước mắt nữa, chỉ có chính mình đang cầm thủy thủ bảo trì tư thế thẻ lưỡi ra liếm máu, mà hai đứa bé cửu u tộc kia thì bị hồ tam đánh ngất, hai tay trái phải mang theo hai đứa. Không, âm kiêu kinh sợ kêu lên một tiếng, đang muốn tiến lên, lại phát hiện không gian quanh thân mình có chút vặn vẹo biến hình, toàn bộ cơ thể giống như bị từng đạo lực lượng không gian vô hình gắt gao đè xuống chẳng những không cách nào nhúc nhích mà thân thể cũng không thể hư hóa được cách không xa sau lưng gã thạch xuyên không một tay kết một pháp quyết cổ quái gắt gao đè lên dây đàn tì bà màu bạc sắc mặt tái nhợt mười ngón tay thấm máu lại không buông lỏng chút nào lệ đạo hữu nhanh ra tay ta chi trì không lâu được thạch xuyên không kêu lớn một tiếng y vừa dứt lời một đạo điện quang đã nổ ra bắn tới, trong nháy mắt Thạch Xuyên không thu hồi không gian áp chế, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực âm kiêu. Hầu như cùng lúc đó, một cự trào trúc long đen xì như mực từ trên cao đánh xuống hướng đầu âm kiêu, nhìn sẽ bóp vỡ cả đầu lâu lẫn thần hồn của gã. Chậm đã, Hàn Lập vội vàng kêu lên, trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn liên tục lật qua lật lại, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm được lấy ra, phía trên chấp động ích tà thần lôi không thôi, liên tiếp đâm vào khiếu huyệt trọng yếu của âm kiêu. Quanh thân âm kiêu bị lôi điện tàn phá bừa bãi, trong miệng kêu thảm liên tục. sắc mặt thạch xuyên không có chút khó coi, trong miệng thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi để hồn lấy thần thông chấn động thần hồn âm kiêu, Hàn lập thừa cơ sử dụng pháp ngôn thiên địa để y tranh thủ thời gian dùng bí thuật thúc dục tỳ bà màu bạc. Lúc này mới tận khả năng giảm bớt động tĩnh chiến đấu, bắt lấy âm kiêu có tu vi thái ất đỉnh phong. Bất quá lúc trước thương thế của y vốn chưa bình phục, lần này lại cưỡng ép thúc dục tỳ bà màu bạc, ngược lại bị cắn trả không nhỏ. Sau khi giam cầm âm kiêu, Bách Lý Viêm cũng không buông lỏng, vẫn gắt gao giữ lấy đầu lâu của gã. Chủ nhân, vừa rồi trong thông đạo nghiệp hỏa ngươi tiêu hao quá độ, chuyện siêu hồn hay là giao cho ta đi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lát. Mắt thấy Hàn Lập đang muốn tiến lên, đề hồn mở miệng nói ra. Cũng tốt, Hàn Lập gật đầu nói. Đề hồn lập tức đi tới phía trước, giờ bàn tay lên điểm vào chỗ nghi tâm của mình một cái, một vết máu đỏ sậm từ chỗ nghi tâm hiển hiện ra, da thịt nứt ra hai bên, lần nữa hiển lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Chỉ thấy trong yêu mục kia phun ra một mảnh hào quang màu đỏ sậm, quét qua âm kiêu cùng thân thể hai đứa bé. Đồng thời siêu hồn ba người, Hàn Lập tự nghĩ thần thức mình cường đại cũng không thể làm được. Hai đứa bé đang trong trạng thái mê ngủ bỗng nhiên đồng thời mở hai mắt ra, thân thể lung lay ngồi dậy, trong hai cặp mắt màu xám cho không có chút thần thái, đờ đẫn giống như con rối bị điều khiển. Âm kiêu còn theo bản năng kháng cự một chút, sau đó thần quang trong mắt cũng buông lỏng ra. Sau một lát, ánh sáng màu đỏ giữa yêu mục đề hồn bỗng nhiên thu lại, hai mắt của hai đứa bé cũng nhắm lại, thậm chí ngất đi. Như thế nào, Hàn Lập hỏi, tẩy sát chỉ là thánh địa của bọn họ, hai đứa bé này chưa đi qua nghiệp hỏa tẩy hồn, không coi là cửu u tộc nhân chính thức, cho nên chưa đi qua chỗ đó. Âm kiêu có lực lượng thần thức không kém, dù bị giam cầm vẫn có thể chống cự ta siêu hồn, bất quá địa hình đại khái tẩy hồn khu coi như biết rõ. Đề hồn nhanh chóng nói ra, Vậy là được rồi, Hàn Lập gật đầu nói. Đã như vậy, gia hỏa này xem như vô dụng rồi. Bách Lý Viêm mở miệng nói ra, không chờ người khác trả lời, gã tiện tay bỗng nhiên một chảo, cự chảo trúc long đen kịt trong nháy mắt khép lại, bành một tiếng, liền bóp vỡ đầu lâu âm kiêu. Không nên, đề hồn thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng đã chậm một bước. Đề hồn đạo Hữu ngươi, Bách Lý Viêm nhìn về phía đề hồn, có chút không hiểu, nói. Hàn lập lướt nhìn đề hồn, nhưng trong lòng thì hiểu được, để hồn nguyện ý trợ giúp hắn, nhưng không có nghĩa nàng thật sự muốn phản bội cửu u vực chủ, dù sao đối phương có ân tình với nàng sâu nặng, nên nàng cũng không muốn sát thương cửu u tộc nhân. chương 743, theo đuổi không bỏ, Bách Lý Đạo Hiếu, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy ý đánh chết cửu u tộc nhân. Hàn lập thở dài, nói ra, đã minh bạch, đề hồn đạo hiếu, xin lỗi. Bách Lý Viêm nghe xong gật đầu nhẹ, ôm quyền nói với đề hồn. Đề hồn không nói gì, từ chối cho ý kiến vật đầu nhẹ. Hai đứa nhỏ này xử trí như thế nào? Hồ Tam sách hai đứa bé cửu u tộc lên, hỏi. Đề hồn đang muốn mở miệng, chợt nghe Hàn Lập nói. Trước giam vào trong động thiên của ta đi, bọn chúng có thể được âm kiêu, một trưởng lão thái ất đi theo bảo hộ, chắc cũng không phải là đứa bé bình thường, nói không chừng về sau lại là một tấm bùa bảo mệnh chúng ta đấy. Dứt lời, hắn vung tay lên, quang môn màu bạc hiện ra, Hồ Tam liền thuận thế ném hai đứa vào trong chúc lâu. Hàn Lập chưa kịp đóng cửa động thiên, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nguy rồi, quỷ mục đã đuổi tới. Nói xong, tay hắn vung lên, đóng cửa quang môn màu bạc lại. Đi bên này, lông mày đề hồn nhăn lại, vội vàng nói. Dứt lời, thân hình nàng chuyển một cái, dẫn đầu đi theo hướng thông đạo bọn hắn ẩn núp lúc, lúc trước, lướt vào chỗ sâu bên trong. Mấy người Hàn Lập theo sát phía sau, chui vào trong đó. Tiến sâu vào thông đạo, địa thế dần dần kéo dài dốc lên, cuối sườn dốc là một sao lộ hình chữ T, Đề hồn phân biệt một chút, thân hình chuyển về bên trái dẫn mọi người đi theo. Mấy người ly khai chưa đầy 10 hơi thở, ngay một cửa lối đi ven hồ nghiệp hỏa tuôn ra một đoàn sát khí dày đặc, ngừng tụ lại ngay ranh giới con đê, từ trong hiện ra một bóng người màu đen, đúng là quỷ mộc. Vì đuổi bắt đám người hàn lập, lão cũng bất chấp quy củ không phải cửu u tộc nhân thì không được tự tiện tiến vào tẩy hồn khu, sau khi truyền tin cho âm khư một tiếng thì bỏ lại đám khôi lỗi cùng Uno, chỉ đem theo tiểu thú lông xù màu trắng đuổi vào. Vừa đến ven hồ, lão liếc mắt liền thấy được đầu lâu âm kiêu đã vỡ nát, hai mắt lập tức trợn tròn, trong miệng phát ra một tiếng hét sung trời. Một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên thân lão bộc phát ra, lập tức quét về bốn phương tám hướng, bay thẳng đến hồ nghiệp hỏa làm rung động ầm ầm, từng đạo hỏa trụ cực lớn phóng lên thẳng đến đỉnh vòng trời. Dám giết người, bắt tế đồng tộc ta, ta nhất định phải đem bọn ngươi nghiền xương thành cho, bón phân cho quỷ đằng của ta. Nhanh tìm, xem bọn hắn ở nơi nào quỷ mộc nghiến răng dứt lời một tay kéo tiểu thú từ trên vai xuống lực đạo trên tay lão khá mạnh làm sống lưng tiểu thú bị lão chụp đau nhức nó nhe răng trợn mắt một hồi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng cũng không dám phát ra một âm thanh nào chỉ là lạnh run co lại nhíu nhíu cái mũi chỉ thấy đôi mắt nó đột nhiên sáng ngời một cỗ gợn sóng màu trắng từ trong đó xuyên suốt ra khuếch tán nhanh về bốn hướng sau một lát nó liền kêu chi chi hai chân trước chỉ vào cửa một thông đạo bên bờ nghiệp hỏa bên kia, lại đúng là thông đạo mà mấy người Hàn Lập đào tẩu lúc trước. Rất tốt, quỷ mộc cười hắc hắc, dứt lời, lão giơ tay lên nhìn tiểu thú màu trắng vốn thiếu chút nữa bị mình nắm đứt gãy xương cốt, trên mặt lại hiện ra vẻ chiều mến, liên tục không ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên lông tơ của nó. Sau đó, thân hình lão lướt tới trước, rất nhanh liền hóa thành một đoàn khói đen tràn vào trong thông đạo kia. Đoàn người Hàn Lập theo sát bước chạy của Đề Hồn, quẹo trái quẹo phải trong thông đạo, cấp tốc chạy như điên về phía trước. Bên trong tẩy hồn khu, thông đạo trong lòng đất càng phức tạp, quả thực như là hang chuột hay tổ kiến, tung hoành ngang dọc, bốn phương thông suốt, địa thế phập phồng quả thực không theo quy luật nào. Mấy người rẽ qua một lối khác, chạy như điên dọc theo sườn dốc về phía trước mấy trăm trượng, đột nhiên trước mặt xuất hiện một vách núi. Xảy ra chuyện gì, làm sao lại cụt đường rồi? Thần sắc thạch xuyên không siết chặt, hỏi vội, là bức tường giả thôi, nhanh lên, đề hồn hô một câu, dưới chân không chậm chút nào, bay thẳng đến đụng vào vách núi phía trước. Âm âm âm, bị va chạm vào, vách tường lập tức lùi về phía sau vài thước, lộ ra một khe hở rộng ba thước. Mấy người vội vàng lách mình tiến vào trong đó. Sau vách núi là một đại sảnh dưới mặt đất có chút rộng lớn. Bọn hắn vừa mới bước vào trong đại sảnh, chợt nghe một tiếng la hét, âm bức trưởng lão, đã tìm được bọn chúng. Âm thanh vừa vang lên, cách đó không xa có một đội tu sĩ cửu u tộc, dưới sự dẫn đầu của một trưởng lão thái ất đỉnh phong đang chạy nhanh đến bên này. Quỷ mộc vẫn đang đuổi theo phía sau, chúng ta không thể giao thủ với bọn họ, đi nhanh lên. Hàn lập quát to, trên thân mấy người sáng lên độn quang, bay thẳng đến một thông đạo bên trong đại sảnh. Những tu sĩ cửu u tộc kia đâu chịu bỏ qua, từng tên chửi bậy mấy câu, nhao nhao thi triển thủ đoạn đuổi theo bọn hắn. Cũng nên cho các ngươi nếm thử thứ này, bách lý viêm nhếch miệng cười cười, tiện tay ném về phía sau vài viên cầu màu đen hình củ khoai lang từ trong tay gã quăng ra bay về phía sau lưng. Chỉ thấy viên cầu màu đen sau khi rơi xuống đất, mặt ngoài nhao nhao sáng lên hắc sắc quang mang. ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng đoàn hỏa diễm màu đen cực lớn từ khoai lang màu đen bạo liệt ra, đầu tiên chấn động mạnh co rút lại một cái, tiếp theo bỗng nhiên nổ lớn ra, hóa thành một biển lửa như thủy triều quét về bốn phương tám hướng. Đám người Hàn Lập đã bay khá xa, nhưng vẫn bị cỗ sóng khí cường đại này xông đến, sau lưng thiêu cháy không thôi trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng khó chịu đến cực điểm những cửu u tộc nhân kia đuổi theo tự nhiên càng thảm hại hơn nghiệp hỏa sát lôi còn chưa kịp sử dụng ngược lại bị bách lý viêm một lần ném ra vài viên cả đám đều bị biển lửa nuốt vào trong trong đại sảnh dưới mặt đất nổ vang liên tục một hồi sóng khí nghiệp hỏa thật lâu không có biến mất đám người hàn lập vừa bay ra khỏi đại sảnh thì một đạo nhân ảnh từ bên trái một cửa lối vào bay đến người này mặc một bộ trường bào màu đen thân hình ốm nhách khuôn mặt cũng gầy gò, thoạt nhìn giống như một lão đầu lớn tuổi trong phòng thu chi, mặc cho ai nhìn cũng không nghĩ lão là một đại năng đại la cảnh trung kỳ. Trên thực tế, lão đúng là tu sĩ đại la chấn thủ tẩy hồn khu, tên là âm khư. Bây giờ lão giả đang treo lơ lửng một mình giữa không trung, nhìn bộ dáng tộc nhân thê thảm bên dưới, trong đôi mắt xám trắng nổi lên hai luồng sợi mây thua màu xám không ngừng xoay tròn giống như phong bạo. Đúng lúc này, trong thông đạo phía sau cũng bay ra một đạo nhân ảnh, đúng là quỷ mộc đang đuổi tới âm khư trưởng lão có chặn được những người kia không chưa tới gần quỷ mục vội vàng hỏi hư đã tới chậm một bước sắc mặt âm khư âm trầm hư lạnh một tiếng nói quỷ mục biết rõ bản thân lão không bảo vệ tốt bách tàng khu để đám người hàn lập tiến vào trong nên cũng không có mở miệng phản bác lúc trước chưa kịp nói rõ với ngươi mấy người kia lúc trước tại ven hồ nghiệp hỏa đã giết chết âm kiêu còn bắt đi hai vị tế đồng quỷ mục mở miệng nói ra cái gì ngươi cùng âm quát làm việc kiểu gì vậy thậm chí ngay cả tế đồng cũng để bọn hắn bắt đi âm khư nghe xong lời ấy sắc mặt càng thêm âm trầm nghiêm nghị quát cái này lúc đầu âm quát trưởng lão đã bắt được bọn chúng chỉ là u lạc đột nhiên phản bội cứu bọn hắn trốn thoát u lao một đường chạy đến nơi này quỷ mục nói ra u lạc đã xảy ra chuyện lớn như vậy âm quát đâu hắn đang làm gì lông mày âm khư nhân lại hỏi tiếp âm quát trưởng lão lúc trước đã tiêu hao quá độ tạm thời bế quan bất quá ta đã phái người truyền tin cho hắn. Hắn biết rất nhanh sẽ chạy tới đây, quỷ mục nói ra, hắn còn có tâm tư bế quan, bây giờ đang diễn ra tam vực hội minh, tình trạng nguy cấp, sự tình thế đồng bị bắt một khi để cho vực chủ đại nhân biết, chúng ta sẽ không chịu nổi trừng phạt đâu. Âm khư nghe vậy, cả giận nói, âm khư trưởng lão, việc này tuyệt đối không thể bẩm báo vực chủ. Người cùng âm quát trưởng lão có lẽ chỉ nhận chút khổ đau da thịt, nhưng ta sẽ bị hắn đào ngũ tạng luyện thành khôi lỗi đấy thân sắc quỷ mục biến đổi, vội vàng nói, tranh thủ thời gian đuổi theo bắt bọn hắn, lau sạch dấu vết đi. Âm khư cho mày, nói ra, đa tạ âm khư trưởng lão, quỷ mục cảm kích nói, dứt lời, trên thân hai người sáng lên độn quang, thân hình bạo khởi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đề hồn mang theo mọi người đi dọc theo một thông đạo rộng lớn dốc xuống dưới, hàn lập đột nhiên nhìn thoáng qua sau lưng, lập tức cảm thấy da đầu run lên. Chỉ thấy sau lưng là một mảnh hắc ám, bọn hắn vừa mới bay qua thông đạo vậy mà tất cả đều biến mất không thấy nữa trong đôi mắt hắn sáng lên hào quang màu tím cửu u ma đồng tử được thúc giục liếc nhìn lại liền thấy mảng lớn âm ảnh màu đen phủ kín cả thông đạo đang tràn về hướng bọn hắn bên này những nơi âm ảnh đi qua tựa như bị hắc ám cắn nuốt tất cả đều biến mất không thấy nguy rồi âm khư trưởng lão cũng đã đuổi tới lúc này đề hồn cũng chú ý tới động tĩnh phía sau cả kinh kêu lên tiếng kêu của nàng vừa lên bóng đen truy theo phía sau càng lúc càng rõ, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi, nhìn thấy một lát sẽ đuổi kịp bọn họ. Hàn Lập cảm nhận được chính giữa bóng đen lộ ra khí thức vô cùng khủng bố, trong lòng biết rõ tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó, liền cắn chặt răng, ra sức thúc dục chân ngôn bảo luân trong cơ thể mình nghịch chuyển. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn bao lại, hai mảnh ánh sáng màu xanh liền từ trong tay áo phun ra, bao phủ mấy người còn lại vào trong, thân hình bỗng nhiên lóe lên biến mất tại chỗ. Sau một lát, chỗ cửa một thông đạo bỗng nhiên hiện ra thân ảnh mấy người hàn lập mỗi người đều bay gấp ra cổng tò vò thân hình chưa rơi xuống đất hàn lập đưa mắt nhìn qua liền phát hiện chính mình đang xuất hiện trong một huyệt động lớn vô cùng dưới mặt đất diện tích huyệt động lớn chừng vạn trượng phía dưới địa thế thập phần bằng phẳng cách đó không xa thình lình có một quãng trường màu trắng có diện tích không nhỏ phía sau quảng trường lại xây một mảnh quần thể cung điện mái vòm tạo hình có chút cổ quái bên ngoài quần thể cung điện lóe lên một tầng ánh sáng màu đỏ mịt mờ phía trên mơ hồ chớp động phù văn màu đen, rõ ràng là một tòa đại trận phong cấm. Đây là nơi nào, vì sao lại dùng cấm chế phong cấm vậy? Hàn Lập nghi ngờ hỏi, ta thấy trong trí như âm kiêu thì đây là một chỗ thập phần trọng yếu, vực chủ rất coi trọng nơi này, thường ngày nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, lại càng không cho người chiến đấu ở phụ cận. Đề hồn suy nghĩ một lát rồi nói như thế, chương 744, xông vào cấm địa, không tốt, âm khư lại đuổi tới rồi, không đúng, có cả quỷ mộc cũng tới nữa. Lông mày hàn lập đột nhiên nhíu lại, nói gấp, bọn hắn là đỉa hay sao mà bám chắc như thế chứ? Chúng ta hết cách để trốn rồi, cùng lắm thì liều mạng một phen. Bách Lý Viêm gay gắt mở miệng nói ra, lúc trước đã tiêu hao quá nhiều, thần thông không gian của ta lúc này chỉ có thể dùng được một lần nữa thôi, có lẽ đủ để truyền tống mọi người kéo dài một khoảng ngắn với bọn hắn, chỉ là dựa theo tốc độ này, quả thật kéo dài không được bao lâu. Thạch Xuyên không thở dài, nói ra, xem ra cũng chỉ có thể liều mạng ở đây mà thôi thế nhưng tranh lệch địch mạnh ta yếu phần thắng có vẻ hơi thấp a à. hồ tam cũng thở dài nói chớ nóng vội mà đập nồi dìm thuyền nếu âm thừa toàn đã nghiêm cấm không được tranh đấu trong cung điện này chắc hẳn nơi này của bọn cửu u tộc hẳn là nơi trọng yếu không thể hủy hoại được nếu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình thì trước tiên chúng ta không ngại trốn vào trong cung điện đã ánh mắt hàn lập lóe lên nói ra cách này có thể thực hiện đúng là chủ nhân suy nghĩ chu toàn mà Đề hồn nghe vậy đôi mắt sáng lên, tán thán nói. Mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì, thế là mấy người hàn lập bước nhanh vào cung điện phía trước. Xuyên qua tầng màn sáng cấm chế kia, có thể thấy hai cánh cửa cung điện thật lớn đang đóng chặt, phía trên có hai bức phủ điêu cổ quái cực lớn. Trên cánh cửa bên trái khác từng trồng xương trắng, từng đống lớn nhỏ không đều, những hình dạng đầu lâu khác nhau tầng tầng lớp lớp, một mực xếp từ dưới đáy lên tới đỉnh đầu, trên đỉnh thì lại điêu khắc một cái ghế dựa giữ tận thật lớn được chắp nối từ đủ loại xương cốt thành, phía trên có một nam tử cửu u tộc ngồi, trong tay cầm thanh kim đao đại mã, hai tay giữ nó, mặt lộ vẻ say mê. Trên cánh cửa bên phải khắc một vài đầu dị thú hình dáng hung dữ, đang không ngừng cắn xé thôn vệ nhau, máu chảy thành sông, làm cho người ta cảm thấy như có một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt vậy. Đủ loại thi thể dị thú hung tàn trồng chất đến đỉnh cửa, trên đó lại điêu khắc một cửa thú kỳ dị cổ quái với tư thế đang nằm xuống, cả người nó lượn lờ khói mù dày đặc, trên đầu mọc cái sừng nhọn thật lớn, đang há to miệng lớn dính máu rất hung dữ, như muốn thôn phệ tất cả dị thú, làm cho người xem cảm thấy có chút lạnh gáy. Cấm chế này thoạt nhìn không đơn giản à, nếu muốn phá giải chỉ sợ tốn không ít thời gian. Thạch Xuyên không đi dọc theo màn sáng bên ngoài cung điện, đánh giá những phù văn đang khắc sâu dưới mặt đất, cho mày nói. Không còn thời gian rồi, bọn hắn đã tới. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói ra, dứt lời, trong tay hắn lóe lên hào quang màu đỏ sậm rồi tiếp đó lại lóe lên ánh sáng màu đen, chợt hiện ra thanh trường đao màu đen. Hồ Tam đưa mắt nhìn qua, nhìn vào song thủ hồ ly điêu khác trên chuôi trường đao, khóe mắt lập tức co lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khi nhìn về phía Hàn Lập. Ngay lúc này Hàn Lập không rảnh để ý đến vẻ lạ thường của y, mà lấy tâm thần liên hệ với Thạch Kinh Hầu bên trong huyết đao, truyền âm nói. Thạch Đạo Hiếu, tình huống lúc này rất khẩn cấp, đành bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của người phá vỡ cấm chế đại trận trước mắt vậy, xin người hãy giúp ta một tay. Lệ tiểu tử, Ta cảm giác phong cấm này không dễ gì phá được, người có chắn chắn là muốn phá vỡ cấm chế nơi này không? Âm thanh thạch kinh hầu vang lên trong thức hải của Hàn Lập. Đuổi theo phía sau bọn ta là hai gã khó có thể đối phó được. Thời gian cấp bách, xin thạch đạo hữu giúp ta. Hàn Lập không chút do so dự lập tức trả lời. Được, nếu ngươi đã quyết định, thì ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi chỉ cần dùng hết sức thúc giục huyết đao chém vào cấm chế, chuyện còn lại hãy giao cho ta. Thạch kinh hầu trầm mặc nửa ngày, rồi mở miệng nói ra. Đa tả, Hàn Lập liền cảm tạ một câu, tiếp đó lập tức hai tay nắm chuôi đao, nhấc cả thân đao lên, rồi vung thành một đạo vòng tròn trước người, thân đao dựng thẳng trước người sát gần bên tai. Hai mắt hắn ngưng lại, nhìn về màn sáng trước mắt, khí thức quanh người bắt đầu mạnh mẽ thu liếm lại, khí thể cả người đột nhiên thay đổi. Đám người thạch xuyên không thấy vậy, lông mày đều nhíu lại, rối rít lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Trong mắt Hồ Tam càng phát ra vẻ kinh nghi nồng đậm chỉ thấy song thủ hồ ly khắc trên trường đao màu đen kia, bất ngờ đôi mắt sáng lên ánh sáng màu máu, dung mạo trở nên dữ tợn thêm mấy phần, từng đường quang mang màu đỏ sậm từ trên thân đao nổi lên, lộ ra vẻ yêu dị vô cùng. Hô, 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 ngay khi khí tức vừa thu liếm lại, thì một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Hàn Lập phát ra, hóa thành từng vòng sợn góng mắt thường có thể thấy được trùng kích về bốn phía, làm không gian dưới lòng đất vang vọng cùng chấn động không ngừng. Bên trong thông đạo, đám sương mù đang bao lấy thân hình âm khu cùng quỷ mộc cuốn nhanh về phía trước không ổn bọn hắn đã tới cấm địa hình như đang muốn phá cấm âm khư nổi giận nói ra bằng vào sức bọn hắn cho dù có liên thủ trong thời gian ngắn cũng không phá nổi đại trận huyền u chu minh đâu quỷ mộc dứt lời từng đợt rung động mạnh mẽ liền từ thông đạo phía trước chuyển đến nguy rồi âm khư kinh hô một tiếng quang mang trong mắt bất ngờ sáng lên tốc độ sương mù màu đen lập tức bạo tăng gấp đôi rồi bất ngờ xuất hiện trước cửa cổng tò vào cung điện dưới đất, vừa đúng lúc thấy Hàn Lập sải bước, vung hai tay xuống, tụ sức từ lâu chém mạnh xuống màn sáng cấm chế. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm vang lên dữ dội, bất ngờ trên trường đao tỏa sáng quang mang đỏ sậm, từ trên nổi lên huyết quang, từ đó ngưng thành một đạo đao ảnh màu máu dài trăm trượng, chém xuống màn sáng kia. Trên đao ảnh tựa hồ có một con bạch hồ hai đầu màu trắng, chợt quay đầu nhìn về phía hai người âm khư lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiếp đó trong nháy mắt, một trận tiếng sấm vang lên kịch liệt. Vô số đạo điện quang màu đỏ sầm từ đao ảnh cùng màn sáng đụng vào nhau bắn ra, tạo thành một vùng tia điện không theo quy luật nào, làm phá vỡ một cái lỗ cực lớn trên trần mái vòng cung điện, lộ ra ánh mặt trời mờ mờ. Mà điện quang đỏ sậm bắn ra bốn phía như lôi thần vung roi loạn xạ, từ trên quảng trường tỏa ra một màn sáng lôi điện rộng khoảng mấy chục trượng, trùng hợp ngăn cách đám người Hàn Lập với âm khư. Mở rồi, hai mắt Thạch Xuyên không nhìn chằm chằm vào chỗ mà đao ảnh chém xuống, kêu lên một tiếng vui mừng. Chỉ thấy trên màn sáng kia, phù văn lấp lóe, u quang nhộn nhạo, vừa đúng lộ ra một lỗ hổng dài khoảng 10 trường. Đi, mau đi nhanh, Hồ Tam vội nói, ngay khi Hàn Lập vừa vung một đao kia, mơ hồ tiên linh thực trong người đều hao hết, ngay khi thu lại trường đao, liền cảm thấy trong người dường như mất sức. Bách Lý Viêm cùng đề hồn tiến nhanh một bước, một trái một phải vội đỡ hắn, hơi nghiêng người liền bay vào trong màn sáng. Mắt thấy đám người Hàn Lập quả thật đã phá vỡ cấm chế, Sắc mặt Âm Khư cùng Quỷ Mộc đều trở nên khó coi vô cùng. Hai người cùng lao nhanh đến khe hở cấm chế kia, nhưng lại bị tầng sáng kia ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiến vào cổng lớn cung điện. Đợi đến lúc uy lực màn sáng lôi điện dần dần yếu xuống thì lỗ hồng trên màn sáng kia cũng khép kín lại rồi. Ngay lúc đó, hai đạo độn quang từ xa lao nhanh như điện tới, hiện ra thân ảnh Quỷ Mộc cùng Âm Khư. Làm sao mà bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế được chứ? Thanh trường đao kia là tiên khí gì vậy? Quỷ Mộc thấy vậy, có chút không thể tin được nói ra bây giờ không phải lúc nói chuyện này đáng chết vậy mà những người này có thể trốn được vào trong cấm địa mau đuổi theo sắc mặt âm khư tái nhợt lập tức lật tay vung lên một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo lão bay ra đó là một tấm lệnh bài một mặt phía trên điêu khắc một mặt quỷ tợn cả người tỏa ra từng tia sáng màu đen hai tay âm khư nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chợt lệnh bài màu đen tỏa sáng hào quang ngũ quan mặt quỷ khắc trên tấm lệnh bài bỗng nhiên nhúc nhích giống như sống dậy vậy. Quỷ mộc nghe vậy thì vẻ mặt cũng thu lại, rồi hỗ trợ bấm niệm pháp quyết thúc dục lệnh bài màu đen kia. Lệnh bài màu đen tỏa ra quang mang càng ngày càng sáng, mặt quỷ điêu khắc kia cũng nhanh chóng nhúc nhích, trong mắt càng sáng lên hai điểm màu trắng trói mắt, nhìn có phần hung hãn đáng sợ. Bất ngờ hai đạo quang mang xám trắng từ đôi mắt trên mặt quỷ bắn ra, chui vào trong màn sáng màu đen. Trên màn ánh sáng màu đen lập tức vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng một trượng, sau đó tách ra hai bên. Mặc dù hai người âm khư toàn lực thúc dục nhưng biến hóa của màn ánh sáng màu đen cũng không tính là quá nhanh, trải qua 10 cái hô hấp mới miễn cưỡng tạo thành một cái lỗ hổng đủ để một người bước qua. Âm khư lật tay thu lại tấm lệnh bài mặt quỷ, thân hình thoáng cái đã bay vụt vào trong lỗ hổng cấm chế, quỷ mộc cũng lập tức đi theo sau. Kết quả hai người vừa mới tiến vào đại điện liền phát hiện xung quanh là một mảnh mơ hồ, lại còn yên tĩnh như trước, đến cả bóng dáng đám người Hàn Lập cũng không thấy đâu, hiển nhiên đã trốn vào sâu trong đại điện rồi hai người liếc nhau, lập tức hóa thành hai đạo đồn quang đuổi theo, thế nhưng bọn hắn hết sức thu liếm khí tức ba động trên người, tựa như sợ kinh động động đến cái gì. Âm khư, chuyện này không thể coi thường, có nên báo việc này cho vực chủ đại nhân hay không? Trong lúc phi đột, vẻ mặt quỷ mộc lộ vẻ do dự, hỏi. Tuyệt đối không được, chẳng lẽ người không biết tính tình lão nhân ra sao, nếu lão biết chúng ta để người ngoài đột nhập vào cấm địa, chúng ta đừng mơ tưởng giữ được mạng sống. Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện âm hậu trưởng lão năm đó sao? âm khư nghe vậy sắc mặt thay rồi lập tức nhẹ giọng nói ra nhưng nếu chúng ta không báo những người kia nhiễu loạn gì đó ở bên trong thì sao đến lúc đó dám chắc sẽ bị trừng phạt càng nặng thêm chỉ sợ muốn chết còn khó khăn quỷ mộc nghe vậy dùng mình một cái tựa hồ nhớ chuyện gì đó nhưng lại lo lắng nói ra sẽ không cấm chế trong cấm địa lợi hại vô cùng đến cả ngươi và ta cũng khó mà phá được mấy người kia chạy đến nơi này nhìn như thông minh nhưng kỳ thật là tự chui đầu vào lưới chờ đến khi bắt được bọn hắn rồi hắn nói, chỉ cần xử lý gọn gàng là được. Âm khư khinh thường cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Vậy cũng tốt, quỷ mộc hơi chần chờ liền gật đầu đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đi qua cánh cửa thật lớn của cung điện bên trong quãng trường. Phía sau quãng trường có 7-8 tòa cung điện nhỏ bé, còn ngay giữa cung điện có chừng mười mấy nhánh đường nhỏ uốn lượn thông vào chỗ sâu bên trong. Ánh sáng trong cung điện hơi u tối, ngoài trăm trường đã nhìn không thấy rõ, khắp nơi thì tràn ngập một cỗ lực lượng cấm chế vô hình, không cách nào triển khai thần thức để dò xét được. Nơi này vẫn không thấy tung tích đám người hàn lập, thậm chí đến cả dao động lạ thường cũng không có, rốt cuộc không biết mấy người bọn hắn đã trốn ở nơi nào. chương 745, liều chết đánh cược một trận. Đồng tử âm khư hơi co rụt lại, vung tay lên. Trước người lão lóe lên hắc quang, sau đó biến lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành một mặt kính màu đen, quay tròn không ngừng, từ giữa phun ra đạo đạo ánh sáng màu đen kỳ dị, bắn ra chung quanh. Những nơi hắc quang đi qua, trong hư không hiện ra từng đạo hư ảnh, đi qua đi lại, hoặc là bay vụt qua, thoạt nhìn tựa hồ là những hình ảnh đã xảy ra lúc trước. Những nhân ảnh này có cái rõ ràng, cũng có cái cực kỳ mơ hồ. Những bóng người này rõ ràng là thân ảnh đám người Hàn Lập, cực kỳ rõ ràng, đang bay nhanh tới một đường nhỏ. Truy, âm khư cùng quỷ mộc lập tức phi độn đuổi theo hướng đó. Chỗ sâu trong cung điện màu đen đám người hàn lập đang bay nhanh tới cảnh vật hai bên vụt qua nhanh chính là những tường vây cung biện đình đài lầu các liên miên không dứt thoạt nhìn rất giống một tòa hoàng thành mấy người cũng không dám phi độn giữa không trung mà bay sát mặt đất vượt qua các kiến trúc phi độn về phía trước không ngừng xâm nhập vào trong ánh sáng phụ cần dần trở nên hôn ám trong hư không mơ hồ có hắc phụ lượn lờ nhè nhẹ ngoài ba bốn mươi trượng là một mảnh mơ hồ không rõ thần thức cũng không thể ly thể quá xa Lúc này lấy thị lực của đám người Hồ Tam cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra xa hơn trăm trượng. Hai mắt Hàn Lập bắn ra hai đạo tử quang, thúc giục cửu U Ma Đồng nhìn tới phía trước để phân biệt đường đi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng 300 trượng. Trừ điều đó ra, trong hư không tựa hồ còn tồn tại áp lực không gian thật lớn nào đó khó có thể nói rõ, lấy tu vi đám người Hàn Lập, tuy rằng không đến mức bị thương tổn, nhưng tốc độ đi tới cũng đại giảm. Rốt cuộc đây là địa phương quỷ quái gì vậy, sao ta cảm thấy có chút cổ quái? Đề hồn đạo hữu có phát hiện gì không? Đang vội chạy đi, Hồ Tam nhịn không được hỏi. Không có, đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này. Đề hồn lắc đầu nói, nếu nơi này nghiêm cấm tranh đấu, vậy càng có lợi với chúng ta, không bằng ở chỗ này chiến một trận với truy binh phía sau đi. Hồ Tam nói thêm, không được, tuy nơi đây có quy định này, nhưng một khi giao chiến sinh tử, tu sĩ đại la cảnh của đối phương Há sẽ tuân thủ, phiêu lưu quá lớn, chúng ta không thể đặt hy vọng trên người đối phương cho dù muốn chiến, cũng phải tìm một nơi tuyệt đối có lợi cho chúng ta. Thạch Xuyên không lập tức lắc đầu bác bỏ, nói vậy cũng đúng, Hồ Tam gật đầu, di, Hàn Lập tiếp tục đi tới, ánh mắt quét qua chung quanh, trong miệng đột nhiên ổ lên một tiếng. Lệ đạo Hữu người phát hiện cái gì à? Thạch Xuyên không nhìn lại hỏi, không có, ta chỉ cảm thấy bố cục cung điện chung quanh có chút huyền diệu, giống như là một đại trận nào đó, cô áp lực trong không gian này có lẽ có quan hệ với việc này. Hàn Lập suy nghĩ nói. Cung điện, lầu các chung quanh nhìn như bố trí bình thường, nhưng kỳ thực ẩn chứa quy luật nào đó, hơn nữa trên những kiến trúc này khác vào rất nhiều phù văn cấm chế, giữa chúng có một mối liên kết với nhau không thể nói rõ. Nhìn kỹ, quả thật đúng là như thế, xem ra nơi này đúng là một chỗ cấm địa trọng yếu, vậy mà lại không có người trông coi, cũng quá kỳ quái đi. Bách Lý Viêm gật đầu nói, không ổn, bọn quỷ mộc đuổi theo sắp đến rồi, sắc mặt đề hồn bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói. Những người khác nghe vậy cả kinh, cũng không có hỏi đề hồn cảm giác tình huống phía sau như thế nào, lập tức đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước. Nhưng tu vị bọn hắn và hai người quỷ mộc chênh lệch quá xa, hơn nữa trong hư không tồn tại không gian áp lực, tuy vận hết toàn lực nhưng khoảng cách song phương vẫn đang không ngừng rút ngắn. Phía trước có một thông đạo ngầm, bên trong có một cỗ khí thức kỳ lạ, chúng ta đi vào hay không? Hàn lập nhìn về một phương hướng phía trước, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đi vào, đánh cược một phen, thạch xuyên không cắn răng nói bên trong có gì có thể so sánh với phiền toái của hai người đuôi theo phía sau chứ? Hồ Tam nhếch miệng cười, không sai, đã đến bước này rồi thì vào xem đi, vì kế hoạch này, chỉ có vứt đi tính mạng mới có một đường sinh cơ. Bách Lý Viêm cũng tán thành nói, đề hồn vốn theo ý hàn lập như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên không có ý kiến gì khác. Vậy theo ta, hàn lập liền phi độn lệch về hướng bên trái, những người khác lập tức đuổi theo, nháy mắt đi tới bên cạnh một tòa hòn non bộ cao mấy trăm trượng, phía dưới hòn non bộ có một động khẩu. Cái động khẩu này khá lớn, cao chừng 3-4 trượng, hai vách tường nham thạch bên trong có màu trắng nhạt, mơ hồ lộ ra từng đạo ánh sáng nhạt, khiến cho ánh sáng bên trong hơi sáng lên. Ánh sáng trắng nhạt hơi chấp động, nhìn có chút đẹp mắt. Trong động là một thông đạo thật dài, thoạt nhìn đi thông dưới nền đất, một dòng khí ấm áp từ bên trong tỏa ra, dòng khí thoáng có chút gai mũi, tựa hồ là mùi lưu huỳnh nham thạch nóng chảy. Mấy người cũng không chần chờ, lập tức phi độn chạy vào chỗ trong sâu thân ảnh đám người Hàn Lập vừa mới tiến vào trong thông đạo biến mất thì ngoài động khẩu có bóng người hoa lên, hiện ra thân ảnh quỷ mộc cùng âm khư. Chết tiệt, bọn hắn lại chạy trốn vào trong này, chẳng lẽ chúng biết bí mật nơi này? Không có khả năng, người biết nơi này chỉ có vực chủ cùng những đại la chúng ta, ngay cả U Lạc cũng không biết. Sắc mặt quỷ mộc khó coi nói, đừng nói câu vô nghĩa, lập tức đi vào bắt bọn hắn. Âm khư không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, thân hình bay vào trong động khẩu. Sắc mặt quỷ mộc lạnh lùng, trong đôi mắt hiện lên một tia giận dữ nhưng vào lúc này con báo màu trắng trong lòng lão ngửa đầu nhìn lên chủ nhân phát ra một tiếng kêu nhỏ quỷ mục sờ sờ đầu con báo hít sâu một hơi vẻ mặt khôi phục lại như cũ thân hình cũng bay vụt vào đám người hàn lập toàn lực đi dọc theo thông đạo thông đạo chỉ có một đường hơn nữa ít khi gấp khúc càng vào sâu trong động thì càng sáng hơn mấy người đi tới cũng có chút thuận lợi bất quá trên mặt bọn hắn lại không vui vẻ chút nào đường thẳng như thế lại càng thích hợp cho truy binh phía sau. Đang đi đột nhiên sắc mặt mọi người đều biến đổi, thân hình liền ngừng lại. Thông đạo phía trước đột nhiên lớn lên, một không gian hình vuông thật lớn hiện ra, thoạt nhìn rất giống một căn phòng lớn, phạm vi chừng 3-40 trượng. Bất quá đây cũng đã là điểm cuối, chỉ có trên bức tường cuối phòng có một cửa đá thật lớn đang đóng chặt, áp lực trong không gian cũng đạt tới mức làm người ta sợ hãi. Mặt trên cửa đá khắc rậm rạp phù chú hoa văn, tản mát ra một số quang mang màu sắc khác nhau, mỗi một loại hào quang đều tản mát ra dao động khí thức cường đại, hiển nhiên đều có cấm chế uy lực cực lớn, trong đó có một loại hào quang màu bạc chói lóa nhất, hình thành một quầng sáng màu bạc bao cửa đá lại. Từng gợn sóng ngân quang lưu chuyển chớp động trên quầng sáng hết đợt này đến đợt khác, nhìn có chút rực rỡ tươi đẹp. Trên những vách tường khác chung quanh căn phòng cũng khắc vào từng đạo đường vân trận pháp, liên kết với cấm chế trên cửa đá hình thành một cấm chế đặc biệt nào đó. Ánh mắt mọi người nhìn chung quanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt càng trở nên khó coi vô cùng. Hồ Tam cắn răng vung tay lên, một đạo bạch quang trói mắt điện xả ra, chính là một kiện tiên khí dài hơn thước, là một thanh chùy hình nón màu trắng. Từ khí tức tán phát ra có thể đoán ít nhất cũng là tiên khí thất phẩm. Trên thanh chùy hình nón màu trắng quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu trắng, phát ra trận trận tiếng lôi điện nổ vang, nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh màu trắng mơ hồ, hung hăng đâm vào trên cửa đá. Lúc sắp đụng vào, trong tay Hồ Tam thúc giục pháp quyết, trong miệng hô nhỏ một tiếng nhanh vừa dứt lời, một tiếng lôi điện nổ tung đinh tai nhức óc. Tiếp theo một vòng quang cầu màu trắng chói mắt hiện lên rồi nứt toát ra, bên trong có vô số đạo hồ quang điện màu trắng chói mắt vô cùng phụt ra khắp nơi, bao phủ cửa đá vào bên trong, làm cho người nhất thời không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hàn lập thấy cảnh này nhướng mày, trong mắt chấp động tử mang. Quang cầu màu trắng suy giảm nhanh, rất nhanh lộ ra tình huống bên trong. Chỉ thấy lôi chùy màu trắng đâm vào trên cửa đá, một số cấm chế trên cửa hơi chấp động hào quang, nhưng lại không có dấu vết tổn hại nào mọi người thấy vậy sắc mặt lại biến đổi tiên khí lôi trùy màu trắng này uy lực rất mạnh vậy mà lại không lưu lại trên cửa đá chút dấu vết nào thật xin lỗi dẫn mọi người đến loại địa phương này xem ra phiền toái lớn rồi hàn lập cười khổ một tiếng nói lệ đạo hữu sao lại tự trách tiến vào nơi này là mọi người chúng ta cùng quyết định hậu quả tự nhiên là cùng nhau gánh vác hơn nữa tiếp tục một đường chạy trốn như vậy cũng không hẳn là chuyện tốt nếu cứ bị đuổi theo như vậy cũng không có cách nào chạy thoát, vậy buông tay đánh một trận đi. Hồ Tam phất tay triệu hồi lôi chùy màu trắng về xoay quanh đỉnh đầu, ảm đạm cười, xoay người nhìn lại hướng vừa đến. Đúng vậy, những người đó không dám chiến đấu kịch liệt ở đây, chúng ta lại không lo ngại, vì tất thất bại. Bách Lý Viêm cũng cười ha ha, xoay người lại, trong mắt hàn lập chợt lóe rợi mang, cũng xoay người nhìn về phía sau, trên người ẩn hiện kim quang. Đề hồn liếc nhìn hàn lập một cái, đứng ở bên cạnh hắn, Thạch Xuyên không không có theo đám người Hàn Lập nghinh chiến mà bay xuống trước cửa đá, bấm tay niệm chú vung lên. Trước người y chợt lóe ngân quang, nhiều ra một cổ kính màu bạc, hào quang chợt lóe lên phun ra một đạo hào quang màu bạc, chiếu xạ trên cửa đá. Cấm chế trên cửa đá nhất thời dao động một hồi, nhất là quầng sáng màu bạc kia run rẩy ong ong không thôi. Thạch Đạo Hiếu, người có thể phá giải cấm chế này. Trong mắt Bách Lý Viêm vui vẻ, hỏi, cấm chế nơi này phi thường cao minh, Thạch Mỗ cũng không dám nói nhất định có thể phá được, cần hao phí chút thời gian cẩn thận nghiên cứu mới được. Thạch Xuyên không lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. "Tốt lắm, Thạch huynh người cứ việc an tâm nghiên cứu, Truy binh giao cho chúng ta đối phó, tận lực tranh thủ thời gian cho ngươi." Hồ Tam cười ha ha, nói. Thạch Xuyên không gật gật đầu, lập tức không để ý mấy người nữa, chuyên tâm nghiên cứu cấm chế trên cửa đá. Hàn Lập quay đầu nhìn Thạch Xuyên không một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn lại thông đạo phía trước đến rồi đề hồn bỗng nhiên nói nhỏ một câu thông đạo phía trước hoa lên nhân ảnh hiện ra thân ảnh quỷ mộc cùng âm khư mấy con chuột nhắt chạy trốn cũng thật nhanh a à, ánh mắt âm khư nhìn quanh phòng sau đó hơi buông lỏng lạnh lùng nói thức thời đấy quỷ mộc cũng cười lạnh một tiếng đang muốn nói gì đó ầm um, một tiếng lôi minh nổ vang chính là kiện tiên khí lôi trùy màu trắng xoay quanh đỉnh đầu hồ tam điện xạ ra điện quang vọt tới hướng quỷ mộc muốn đánh thì đánh nói nhiều vô ích chương 746, lại bị giam cầm. Hồ Tam tế ra một thanh trùy hình nón màu trắng tựa như một tia xét rạch phá bầu trời, quay tít một vòng rồi hóa thành hơn trăm thanh trùy giống nhau như đúc. Những thanh trùy màu trắng này đều có lôi điện quấn quanh, ẩn chứa lôi điện lực đáng sợ dị thường. Tiếng xé gió phát ra cực lớn, Dậm dạp thanh trùy bay đầy trời bắn xuống, gần nửa không gian đại sảnh bị che lấp lại, uy thế không thể chống đỡ chụp xuống chỗ quỷ mộc cùng âm khư. Tiểu tử, chờ đắc ý, quỷ mộc cười lạnh một tiếng, năm ngón tay xòe ra, bỗng nhiên đưa tới phía trước. Chỉ thấy trên bàn tay lão hiện ra một đoàn ánh sáng đen lóa mắt, vô số dây leo đen kịt từ đó cấp tốc bắn ra, đồng thời tách thành vô số nhánh cây, trong nháy mắt các nhánh cây dệt thành một tấm lưới màu đen tinh mịn, cản lại những lôi chùy màu trắng kia. Những lôi chùy màu trắng giống như cá mắc lưới bị dính vào trong lưới cây, tán loạn ra xung quanh, bộc phát ra âm thanh trầm đục liên hồi. Sắc mặt Hồ Tam khẽ biến, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tất cả lôi chùy đồng thời đại phóng điện mang từ giữa phun ra từng đạo điện xà màu trắng trói mắt giao thoa chấp động với nhau nhào nhào bổ lên lưới cây màu đen nhưng mà lưới cây chỉ hơi rung động vài lần những điện xà màu trắng tán loạn ra từng khúc còn lưới cây lại không hư tổn chút nào ngay sau đó mặt ngoài lưới cây lóe lên ánh sáng đen trong nháy mắt mọc ra thêm từng sợi dây leo màu đen nhanh chóng cuốn lấy những lôi chùy màu trắng bị mắc trong đó một cỗ giống như hơi nước màu đen trên lưới cây thẩm thấu ra bên trong tản mát từng hồi khí thức hủ hoại mục nát tương tự như nước ủ trong đầm lầy, bao phủ lên trên những lôi chùy màu trắng kia. Lôi chùy màu trắng lập tức phát ra trận trận tiếng rung, mặt ngoài chớp động ánh sáng trắng kịch liệt, tựa hồ như bị ăn mòn, khí tức tản mát ra cũng nhanh chóng suy yếu. Hồ Tam biến sắc, hai tay bỗng bấm niệm pháp quyết nhanh như bánh xe, trên lôi chùy đại phóng điện mang màu trắng, ra sức giãy giụa. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đen lẫn điện mang xen lẫn chớp động, xung đột kịch liệt, phát ra trận trận tiếng lôi đình nổ vang, dẫn tới hư không phụ cận, thậm chí mặt đất cả tòa đại sảnh cũng theo đó chấn động ầm ầm, trận văn bốn phía trên tường cũng rung lắc rất mạnh. Quỷ mộc, người đang làm cái gì vậy? Một tiếng hét lớn từ phía bên cạnh truyền tới, chính là âm khư, sắc mặt lão lạnh lùng vô cùng. Ra mặt quỷ mộc co rúm lại một cái, vung tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng đen đang tăng vọt trên lưới cây lập tức dừng lại. Hồ Tam thấy vậy, thừa cơ thúc dục pháp quyết, hào quang trắng bạc trên người đại phóng lôi quang màu trắng trên những lôi chùy kia cũng bỗng nhiên sáng lên một cỗ lôi điện pháp tắc từ đó phun ra mạnh mẽ liền chấn vỡ nát dây leo chung quanh rồi thoát ra hàn lập thấy cảnh này nói thầm một tiếng quả nhiên tiếp đó tay hắn kết kiếm quyết thanh quang lóe sáng sau đó lập tức biến mất ngay sau đó chín đạo thanh quang lẳng lặng xuất hiện trước người âm khư chính là chín chuôi phi kiếm màu xanh đồng thời hung hăng đâm xuống sắc mặt âm khư khẽ nhúc nhích cũng không thấy lão có cử động nào nhưng bên ngoài thân hiện ra một tầng bóng đen u ám, căng phồng lên hình thành quang cháo hình cầu màu đen. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm đâm lên quang cháo màu đen đó, hơn phân nửa thân kiếm cắm sâu vào trong, sau đó liền ngừng lại, không cách nào đâm tiếp vào mảy may. Âm khư hừ lạnh một tiếng, u quang trên quang cháo cùng hiện ra nhiều điểm phù văn màu đen, tại vị trí chín chuôi kiếm đâm vào hiện ra từng gợn sóng vòng xoáy. Một cỗ hấp lực to lớn từ trong quang cháo màu đen tỏa ra, hút lấy chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm vào trong. Hàn lập nhíu mày, nhưng cũng không có bối rối, lập tức há miệng phun ra một đoàn thanh quang. Trong thanh quang tản mát ra dao động tiên linh lực kinh người, lập tức chia thành chín đạo, phân biệt chui vào trong chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Trong mỗi đạo thanh quang đều xen lẫn từng tia ánh vàng, rõ ràng là một đạo tinh ti màu vàng, chính là sợi tơ thời gian pháp tắc. Thanh quang chui vào thanh trúc phong vân kiếm, chín chuôi kiếm lập tức rung động mãnh liệt, thân kiếm hiện ra từng đạo điện mang màu vàng thô to, kịch liệt bắn ra, trong lôi quang còn hiện ra nhiều điểm phù văn thời gian pháp tắc. Hắc cháo lập tức rung động cực mạnh, hắc quang và kim mang xung đột kịch liệt, một cỗ khí thức bạo liệt nhanh chóng tăng vọt. Âm khư nao nao, hào quang đen nhánh quanh người lập tức ngừng sáng, ngược lại phai nhạt xuống. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức bấm niệm pháp quyết. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm lần nữa lóe lên bắn ra lôi điện màu vàng, quang cháo hình cầu màu đen rung động kịch liệt, bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành từng mảnh tàn ảnh màu đen phiêu tán. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ngược ra, mơ hồ một cái bay trở về xoay quanh người Hàn Lập. Sắc mặt âm khư khó coi, âm thầm cắn chặt răng, đang định làm gì đó. Siêu siêu hai tiếng, hư không phía sau lão dao động một cái, hai đạo xiềng xích màu đỏ sậm từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp bắn xuống thân thể lão. Thân hình âm khư chợt mơ hồ, hóa thành một đạo bóng ma dung nhập vào bóng tối xung quanh biến mất, ngay sau đó như thuấn di xuất hiện tại một nơi khác trong đại sảnh đề hồn hừ nhẹ một tiếng hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết hai đạo xiềng xích đỏ sậm bay vụt trở về u lạc ngươi lại dám cấu kết với người ngoài phản bội cửu u vực uổng phí ngày thường vực chủ luôn che chở đối xử tốt với ngươi âm khư nhìn về phía đề hồn nghiêm nghị quát ta đề hồn nghe vậy thân thể khẽ run lên trên mặt lộ ra một tia phức tạp không cần nói nhiều lời vô nghĩa hàn lập hét lớn một tiếng trong tay lần nữa bấm kiếm quyết chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kiếm mang hóa thành một mảnh kiếm ảnh như núi trùng trùng chém xuống hướng âm khư thế công cực kỳ sắc bén dao động kiếm khí ngút trời âm khư nhìn vách tường che kín trận văn sau lưng một cái khóe mắt co quắp lại không tránh né nữa thân hình quay tròn một vòng rồi hai tay đẩy lên hư không từng đạo bóng đen từ lòng bàn tay lão bắn ra quấn vào nhau hình thành một mảnh cuộn sóng màu đen va và chạm vào những kiếm ảnh kia Tiếng trầm đục bạo liệt ra liên tiếp, núi kiếm ảnh cùng những cuộn sóng màu đen đều tán loạn biến mất. Sắc mặt Âm Khư hơi nhạt đi, nhưng lập tức khôi phục lại. Lão không dám thi triển lực lượng quá mức cường đại, vừa ngăn cản những kiếm ảnh sắc bén ác liệt không gì sánh được này, vừa phải phòng ngừa va chạm tạo ra khí tức quá mức kịch liệt, nên ăn một chút thua thiệt. Đề Hồn, bây giờ không phải lúc do dự, bây giờ bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời cơ. Hàn Lập truyền âm cho Đề Hồn một câu: đồng thời trên tay tiếp tục thúc giục kiếm quyết. Thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kiếm mang, hóa thành từng đóa hoa sen màu xanh, mỗi một đóa hoa sen đều bộc phát ra kiếm khí kinh người, vào tới hướng âm khư như mưa. Lúc này đề hồn cũng đã lấy lại tinh thần, hai tay vung lên phía trước, hai đạo xiềng xích màu đỏ sậm từ trong tay áo bắn ra, nhanh như thiểm điện quấn về phía âm khư. Bách Lý Viêm một bên cũng bắt đầu ra tay, há miệng phun ra một đoàn ánh lửa màu đen, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen thô to, to, chém xuống đầu quỷ mộc trên mỗi một đạo kiếm quang quay cuồng hỏa diễm đen kịt, bộc phát ra sát khí ngút trời, uy thế làm người ta sợ hãi. Lúc này sáu người lao vào nhau chém giết, trong đại sảnh các loại quang mang chớp động kịch liệt. Trong trí nhớ của Âm Kiêu, hai vị đại la rất sợ chiến đấu quá mức kịch liệt, không dám thi triển toàn lực, lại không dám hủy hoại hết thảy trong sảnh, nên bị gò bó tay chân. Bọn người Hàn Lập thì không có gì phải bận tâm, toàn lực chém giết, có khi còn cố gắng mở rộng phạm vi công kích làm cho hai tu sĩ đại la không thể không ra tay ngăn lại. Trận chiến này khiến cho hai vị tu sĩ đại la cảnh cửu u vực âm khư cùng quỷ mộc ngày thường hô phong hoán vũ, phải ủy khuất vô cùng, một thân tu vi chỉ có thể thi triển chưa tới một thành. Nhưng dù sao hai người cũng là tồn tại đại la, vận dụng pháp tắc xuất thần nhập hóa, đẳng cấp hơn xa đám người hàn lập, rất nhanh ổn định chiến cuộc, dần dần chiếm thế thượng phong. Mặc dù đám người hàn lập lòng nóng như lửa đốt, nhưng tranh lệch tu vi thực sự quá lớn, vẫn vô kế khả thi, đành phải dần dần từ chủ động tấn công chuyển thành bị động phòng thủ. Lúc này, giữa ba nguồn sáng trong đại sảnh từ cuộc chém giết không ngừng bị dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn một mảnh lờ mơ Một bên đại sảnh, ba đạo nhân ảnh một vàng một đỏ một đen giao thủ nhanh như tia điện, chính là ba người Hàn Lập, Đề Hồn cùng Âm Khư. Hai bóng người vàng đen va chạm nhanh như chớp, phát ra một tiếng trầm đục. Thân hình Hàn Lập lảo đảo lui lại, bả vai bị xé rách ra một vết thương rất rộng, máu tươi từ đó phun ra tung tóe thân hình âm hư cũng nhoáng một cái nhưng lập tức ổn định đưa tay bổ vào hư không hướng hàn lập một phát quanh người lão giao động ánh sáng màu đen hai đạo bóng mâu thô to màu đen từ đó bắn ra chia ra đâm về hướng hàn lập cùng đề hồn chấp động một cái liền xuất hiện ngay trước hai người tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi khí tức bóng mâu cũng không quá cường đại phía trên lại hiện ra một tầng gợn sóng ánh sáng màu đen tản mát ra chấn động quỷ dị thân hình hàn lập vẫn còn chưa ổn định sắc mặt liền trầm xuống lập tức bấm niệm pháp quyết chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm xoay quanh đỉnh đầu hắn đại phóng kiếm mang hóa thành chín chuôi cực kiếm màu xanh xoay tròn xung quanh thân thể liên tục chém lên bóng mâu màu đen phốc 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 âm thanh trầm đục vang lên liên tiếp chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm chém lên trên bóng mâu lập tức đều trượt theo thân mâu xuống phía dưới bóng mâu màu đen liền xuyên qua sự ngăn cản của chín chuôi phi kiếm đâm về hướng mặt hàn lập sắc mặt hàn lập biến đổi thân hình nhanh chóng thối lui sau đồng thời trên thân đại phóng ánh sáng vàng trên hai nắm đấm càng hiện ra một tầng lân phiến tinh mịn màu tử kim, hung hăng đánh vào mũi mâu màu đen. Nhưng mà không theo dự đoán sẽ nổ vang rung trời, sau khi nắm đấm của Hàn Lập đập lên mũi mâu, bóng mâu màu đen lập tức run lên bẩn bật, vậy mà lại nứt toác vỡ ra. Hàn Lập khẽ giật mình, thần sắc đại biến, một cỗ dao động quỷ dị từ trên bóng mâu màu đen bạo liệt lan truyền ra, chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể Hàn Lập liền run rẩy, toàn thân lập tức như chết lặng, đồng thời tiên linh lực vận chuyển trong thể nội cũng trì trệ, cả người nhất thời cứng đờ. Một bên khác đề hồn cũng giống như vậy, cứng ngắc ngay tại chỗ. Ảnh Lung trong miệng âm khư quát khẽ một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Bóng tối xung quanh thân thể hai người Hàn Lập run mạnh lên, từng đạo bóng đen giống như xúc tu từ đó bắn ra, liền quấn lấy thân thể Hàn Lập cùng đề hồn. Đồng thời, những bóng đen kia cũng nhanh chóng quấn vào nhau, trong nháy mắt hình thành một cái lồng to lớn màu đen như lồng chim, bao thân thể hai người lại. Thân thể Hàn Lập cứng đờ chỉ trong thời gian cực ngắn rất nhanh liền khôi phục, nhưng cả người đã bị lồng chim màu đen bao lại bên trong, căn bản không thể dễ dụa. Những bóng đen như xúc tu này vô cùng cứng cỏi, quấn chặt thân thể hàn lập tầng tầng, càng có từng luồng áp lực lo lớn từ các nơi trong lồng này truyền tới liên tục, làm cho toàn bộ hư không áp bách. Đề hồn bên kia cũng bất lực tương tự như vậy, giờ phút này, một trận âm thanh gầm thét từ phía bên cạnh truyền tới. Chỉ thấy tình huống Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm cũng không ổn, thân thể hai người bị từng cây dây leo màu đen cuốn lấy. Từng cây dây leo nhanh chóng quấn quanh hai người như bánh trưng bằng dây leo, một mực giam cầm thân thể hai người vào trong. Từ lúc Hồ Tam ra tay, đến lúc bốn người bị bắt lần nữa, nói thì phức tạp, kỳ thật thời gian còn chưa đến một nén nhang, tình thế lần này lại cực kỳ hung hiểm. chương 747, nước cờ mạo hiểm, ánh mắt quỷ mộc đảo qua thân ảnh Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm đang bị trói như cái bánh trưng, trong miệng cười hắc hắc một tiếng. Tiếp đó trong tay lão lóe lên ánh sáng màu đen, từ đó hiện ra hai cành cây khô màu đen, trên cành cây khô lấp lóe từng dòng văn tự màu xám, liên tục chấp động không ngừng, nhìn có chút huyền ảo. Một gợn sóng màu xám từ trên cành cây khô tỏa ra chói mắt, kèm theo đó là một cỗ sát khí kinh hồn lạc phách từ trên cành cây khô phóng lên tận trời. Ngay sau đó, ánh mắt quỷ mộc lóe lên vẻ tàn khốc, rồi vung nó lên. Vèo một tiếng, hai cành cây khô màu đen lập tức hóa thành hai mũi nhọn ánh sáng, phân biệt bắn về phía Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm. Âm khư kế bên cũng giơ hai tay lên, bắn ra hơn 10 sợi tơ màu đen những sợi tơ màu đen này là những cây châm màu đen hết sức nhỏ dài hơn thước trên cây châm lấp lóe từng điểm phù văn màu đen làm cho những cây châm màu đen như ẩn như hiện nhanh chóng đâm về phía khắp người hàn lập hàn lập thấy vậy mí mắt nhảy lên một cái nhưng không kinh sợ chút nào cả người liền tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ từ phía sau hắn nổi lên chân ngôn bảo luân rồi mau chóng xoay chuyển mặc dù cái lồng chim màu đen giam cầm thân thể của hắn nhưng cũng không giam cầm tiên linh lực trong người hắn từ trên chân ngôn bảo luân tỏa ra từng vòng gợn sóng màu vàng dày đặc, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục trường. Trong đại sảnh, những thứ bị ánh sáng màu vàng bao phủ, bao gồm mười mấy cây châm màu đen, hai nhánh dây leo màu đen kia, còn có cả lồng chim màu đen, quỷ đằng trói như bánh trưng, trong nháy mắt đều đứng im lại. Đến ngay cả âm khư, quỷ mộc cùng thạch xuyên không đang phá giải cấm chế cũng bị sợn sóng màu vàng bao phủ lại, trong nháy mắt đã bị giam cầm, không nhúc nhích được. Ngay lúc đó, chỉ có mỗi hàn lập là có thể di chuyển được nhưng trong lòng hắn biết rõ trình độ lực lượng thời gian pháp tắc, tuy có thể xuất kỳ bất ý cầm cố được tu sĩ đại la cảnh, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu, nếu không nhờ không gian nhỏ hẹp nơi này, chỉ sợ khó mà thành công được, có thể coi đây là nước cờ mạo hiểm. Đang cân nhắc, trong miệng hắn nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, ánh sáng màu vàng trên người hắn chợt quay cuồng, vội bấm tay chỉ ra một cái. Trên người hắn, ánh sáng màu vàng đều tụ vào đầu ngón tay, đến cả thời gian tinh ti trong người hắn cũng hiện ra rồi dung nhập vào ánh sáng màu vàng, từ đó bắn ra một đạo chỉ ảnh màu vàng đánh về phía lồng chim màu đen đang bao phủ chung quanh mặc dù chỉ ảnh không lớn nhưng lại phát ra một cỗ khí tức sắc bén vô cùng dường như có thể xuyên thủng cả bầu trời thành một cái động lớn vậy không ngờ đó là thần thông kinh thiên trì một tiếng phốc vang nhỏ chỉ ảnh xuyên qua như một tấm giấy trắng vậy vậy mà lồng chim màu đen liền bị xuyên thủng thành một cái động thật lớn cùng lúc đó hắn vung tay lên hư không một cái trước người liền lóe lên hào quang xanh biếc từ đó hiện ra huyền thiên hồ lô. Sau đó hồ lô xoay chuyển một vòng, trong nháy mắt từ miệng hồ lô bắn ra một tia sáng màu vàng, rồi nhanh chóng xoay chuyển một vòng quanh hồ tam cùng bách lý viêm. Tia sáng màu vàng chiếu sáng loá mắt, từ đó lại tỏa ra cỗ dao động pháp tắc sắc bén vô cùng, rõ là hắn đã xoắn nát một kiện tiên khí thuộc tính kim phẩm chất cực cao mới có được lực lượng pháp tắc đó. Phốc phốc một tiếng, dây leo quanh hai người bọn họ như miếng đậu hũ bị một chém phá nát. Cả người hàn lập nhoáng một cái, từ lỗ hồng trong lồng chim màu đen bay ra, thuận tiện cũng kéo để hồn kế bên cạnh một cái. Đồng thời hắn vung tay lên, phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh bao trùm cả người hồ tam cùng bách lý viêm lại, rồi kéo ngược về phía sau. Lúc này quỷ mộc cùng âm khư cũng đã thoát ra khỏi giam cầm, trên người cùng phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, đánh về phía gợn sóng màu vàng xung quanh. Từng trận âm thanh rắc rắc vỡ vụn, gợn sóng màu vàng như tấm băng gặp lửa vậy, vỡ nát tan tành khắp nơi, thời gian dừng lại xung quanh hai người lão cũng lập tức khôi phục như thường thế nhưng lúc này mấy người hàn lập cũng đã bắn ngược ra ngoài bay xuống bên cạnh thạch xuyên không hàn lập vung tay bấm niệm pháp quyết gợn sóng màu vàng xung quanh lóe lên rồi biến mất mọi thứ chung quanh sảnh lại khôi phục như thường đa tạ sắc mặt hồ tam thả lỏng nói lời cảm tạ về phía hàn lập ánh mắt bách lý viêm lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm hàn lập chốc lát rồi cũng nói lời cảm ơn thạch xuyên không cũng khôi phục lại bình thường hồ y không cảm thấy dị biến vừa mới xảy ra khi nãy, mà vẫn còn cắm cúi nghiên cứu cấm chế trên cửa đá. Ngay lúc này, quanh người y lơ lửng mấy trăm cán trận kỳ màu bạc, không ngừng bay lượn hình thành mấy cái pháp trận màu bạc. Những pháp trận này tỏa ra từng trận ánh sáng màu bạc ngút trời, chiếu rọi trên cửa đá, từ đó bay vô số phù văn màu bạc chui vào trong màn sáng trên cửa đá. Màn sáng màu bạc lấp lóe không thôi, phát ra từng đợt chấn động âm thanh ông ông. Đối phương là Đại La Cảnh, bởi vì không gian khi nãy chật hẹp mới có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ vì vậy chúng ta mới sống được đến giờ nếu mà kéo dài thì không đơn giản như vậy đâu ánh mắt hàn lập nhìn hai người âm khư không rời thấp giọng nói ra đám người hồ tam lập tức gật đầu sắc mặt đều ngưng trọng nghĩ không ra còn có người có thể vận dụng thời gian pháp tác đến mức độ như vậy âm khư không lập tức động thủ mà bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói vì vậy mới làm ngươi và ta phải tốn không ít thời gian mới có thể loại bỏ được mặc dù thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để bọn hắn tập hợp lại nếu không dứt khoát chỉ sợ nếu tiếp tục kéo dài bọn hắn sẽ phá giải cấm chế trên cửa đá đến lúc đó thì nguy quỷ mộc nhìn về phía thạch xuyên không trả lời cấm chế trên cánh cửa đá này chính tự tay vực chủ đại nhân bố trí bằng vào mấy con khỉ nhỏ sông bậy này mà dám nói bài trừ là bài trừ sao sát khí nơi này so với bên ngoài còn nồng đậm gấp trăm lần ta có cảm giác thân thể bọn hắn đã bị sát khí ăn mòn rất sâu rồi sẽ không còn tiếp tục được lâu nữa đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, bọn hắn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Âm khư cười âm hiểm, lại truyền âm nói. Quỷ mộc nghe vậy khẽ giật mình, rồi nhìn về đám người Hàn Lập, trong mắt cũng hiện vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Hàn Lập nhíu mày, trong đầu lại bắt đầu có chút nhức nhối, sát khí trong người cũng dục dịch dâng lên một lần nữa. Chủ nhân, đề hồn nhìn sắc mặt của Hàn Lập, đang muốn mở miệng nói gì thì hai người âm khư cùng quỷ mộc lại lần nữa lao tới. Bốn người liền biến sắc, đang định xuất thủ ngăn cản, Đúng lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cô ánh sáng màu bạc từ trên cửa đá bất ngờ tỏa sáng vô cùng, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh thành một vùng sáng như tuyết. Chỉ thấy lúc này hai tay Thạch Xuyên không mau chóng bấm niệm pháp quyết, trong pháp trận màu bạc quanh người bay xuống từng cây trận kỳ, chui vào màn sáng màu bạc rồi cắm loạn xạ trên đó, tựa hồ như sinh ra ở đó từ đầu vậy. Trên lớp màn sáng cửa đá tỏa ra hào quang màu bạc, nhanh chóng lấp lóe. Trên những vách tường khác của đại sảnh cũng tỏa sáng vô cùng, phát ra đủ loại hào quang. Tựa hồ sâu trong cửa đá còn ẩn ẩn truyền đến một tiếng gào thét, làm vang vọng cả tòa đại sảnh. Người đang làm cái gì vậy, còn không mau dừng tay lại. Âm khư cùng quỷ mục thấy vậy, sắc mặt đại biến, trong miệng gầm thét một tiếng. Cả hai liền bỏ qua đám người hàn lập, cùng đánh về phía thạch xuyên không. Cản bọn hắn lại, đừng để bọn hắn quấy nhiễu thạch đạo hiếu. Ánh mắt hàn lập sáng lên, thân hình nhoáng cái ngăn trước người hai người lão, tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm quanh hắn bắn ra, mặt ngoài phát ra lôi quang màu vàng, hóa thành chín chuôi cự kiếm màu vàng, hung hăng chém xuống quỷ mộc. Còn Huyền Thiên Hồ Lô thì lần nữa xoay chuyển, bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đánh về phía âm khư. Mấy người Hồ Tam cũng lập tức xuất thủ, đủ loại tiên khí đánh xuống như mưa, mơ hồ tụ thành dòng lũ tiên khí, ngăn trước người âm khư cùng quỷ mộc. Cho dù hai lão là đại la cảnh, đối mặt với công kích của đám người Hàn Lập cũng không dám kinh thường chút nào, đành phải thi pháp dừng thân hình lại ngăn cản công kích của bọn hắn mấy người lại lần nữa lao vào nhau chém giết. Sắc mặt Thạch Xuyên không nghiêm nghị, lúc này trên người y tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, từng sợi tinh thi màu bạc bắn ra, nhanh chóng chui vào màn sáng trên cửa đá. Cùng lúc đó trong tay y lóe lên ánh bạc, hiện ra một cây đàn tỳ bà màu bạc, đúng là cây đàn lấy được trong cấm địa chân môn môn. Hai tay Thạch Xuyên không đánh ra như gió, nhanh chóng khải đàn. Âm thanh tranh tranh vang vọng cả đại sảnh, từng đạo phù âm màu bạc trên tỳ bà bay ra, chui vào trong màn sáng màu bạc trên cửa đá ánh sáng màu bạc trên cửa đá lần nữa tỏa sáng rực rỡ, đồng thời phát ra âm thanh ông ông chói tai, càng lúc càng lớn, giống như ngàn vạn sóng lớn vỗ bờ. Mở, hai mắt Thạch Xuyên không bất ngờ trợn to, hai tay biến ảo từng đạo ảo ảnh, nhanh chóng rung động tỳ bà. Tia sáng màu trắng chói mắt từ trên tỳ bà bay ra, bên trong mơ hồ xuất hiện một cái bóng người màu bạc, chui vào trong màn sáng trên cửa đá. Một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, màn sáng màu bạc trên cửa đá lóe lên dữ dội, rồi lập tức tán loạn ra cấm chế trên cánh cửa đá khác cũng bất ngờ ảm đạm, tựa hồ bị ảnh hưởng nên hư hao theo. Kha kha, la trá tỷ bà, rốt cuộc cũng bị ta luyện hóa. Lúc này sắc mặt thạch xuyên không ửng đỏ, khóe miệng chảy ra một vết máu, nhưng tinh thần của y tăng cao vô cùng, cười hạc hạc. Y lập tức quay đầu nhìn thoáng cuộc chiến sau lưng, rồi khải cây đàn tỷ bà trên tay. Từ trên tỷ bà bắn ra hai tia sáng màu bạc như tấm giải lụa, sau đó biến mất vào trong hư không đúng lúc đó xung quanh gần lối vào thông đạo dưới lòng đất hiện ra ánh sáng màu bạc rồi hiện ra thân ảnh hai người quỷ mộc cùng âm khư cái này hai người nhìn chung quanh một cái biến sắc la lên thất thanh sắc mặt hai người khó coi vô cùng liếc nhau một cái lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen lần nữa bay vào trong thông đạo dưới lòng đất gần cửa đá đám người hàn lập thấy vậy cũng ngẩn ra ta đã phá giải cấm chế không gian trên cửa đá thế nhưng cấm chế này cực kỳ huyền diệu ta cũng nhờ vào lực lượng của la trá tỷ bà mới tạm thời bài trừ nó, chẳng mấy chốc cấm chế sẽ khôi phục lại, chúng ta mau vào nhanh. Thạch xuyên không nói, hai tay lại khải đàn tỷ bà lần nữa. Từng tia sáng màu bạc từ đó bắn đó, rơi vào khắp nơi xung quanh, trong nháy mắt đã hình thành một cái trận pháp truyền tống. Trong miệng thạch xuyên không nói lầm bẩm pháp trận màu bạc tỏa ra hào quang màu bạc, thân ảnh mấy người bọn hắn lóe lên rồi biến mất. Thân ảnh đám người hàn lập vừa mơ hồ biến mất, thì hai đạo ánh sáng màu đen bay nhanh tới, hiện ra thân ảnh hai người âm khư cùng quỷ mộc. Hai người nhìn thấy đại sảng trống trơn, sắc mặt liền trắng bệch khó coi mấy phần. Màn ánh sáng màu bạc trên cửa đã ngưng tụ lại, chỉ là màn sáng có chút không ổn định, không ngừng dao động kịch liệt. Bên trong chính là chỗ phong ấn, hãy mau dùng cửu u lệnh mở cấm chế chỗ này ra, chúng ta mau đuổi theo. Quỷ mộc lập tức nhìn về phía âm khư, nói gấp. Âm khư vung tay bấm niệm pháp quyết, liền nổi lên tấm lệnh bài mặt quỷ màu đen, nhưng không có lập tức thúc giục sao còn chưa động thủ? Sắc mặt quỷ mộc trầm xuống hỏi, ngươi cho là ta không muốn sao? Hiện giờ cấm chế trên cửa còn chưa khôi phục, cửu u lệnh cũng không có cách nào mở nó ra. Mặt âm khư âm trầm nói ra, quỷ mộc nghe vậy liền đờ người, hai tay nắm chặt lại, cặp mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào cửa đá. chương 748, dị thú thái cổ, tiến vào cửa đá, đám người hàn lập xuyên qua một đầu thông đạo mờ tối, đi thẳng tới một tòa đại sảnh cực kỳ trống trải. Ánh sáng bên trong đại sảnh mờ mờ, trên hai vách tường treo từng chiếc đèn dầu màu vàng sẫm bên trong đang đốt một loại dầu trơn màu trắng sữa nhưng không tỏa ra hơi khói mà lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng hàn lập thở phào một cái rồi nhìn về phía mấy người khác chỉ thấy từng người bọn họ cũng đều thở dài trong lòng không khỏi thở dài một tiếng có thể trốn thoát từ hai gã đại la cảnh liên thủ tới tận đây đúng là không dễ nếu cấm chế trên cánh cửa mà mở hơi chậm thì khả năng toàn quân bọn hắn đã bị diệt rồi mặc dù tạm thời an toàn nhưng trong lòng hắn căng cứng như sợi dây cung, không có nửa điểm thả lòng. Đây là chỗ nào bọn hắn cũng không rõ, nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sẽ không bao giờ tiến vào chỗ nguy hiểm này, nhưng xem ra, nơi mà một đại tộc gọi là cấm địa thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt gì đó, có lẽ là nơi cất giấu công pháp bí tịch hay là bảo vật, hoặc là đang phong ấn thứ gì đó. Trước đây hai người âm khư cùng quỷ mộc lộ vẻ khẩn trương đối với chỗ này như vậy, tựa hồ sợ phá hư cấm chế nơi này, theo phỏng đoán thì hơn phân nửa là thuộc vế thứ hai. Mấy người bọn hắn cũng không dám dừng lại ở đây quá lâu, mà lập tức chia ra dò xét trong đại sảnh. Trên mặt đất khắp đại sảnh răng đầy tầng tầng lớp lớp phù văn, 10 phần phức tạp, trên hai vách tường thì điêu khắc hai bức bích họa thạch điêu dài, tình cảnh phía trên nhìn hơi giống như trên cửa cung điện lúc trước, phần lớn là hình ảnh vài đầu dị thú đang cắn xé đẫm máu. Có chút gì đó là lạ, phía trước là ngõ cụt, chúng ta đã hoàn toàn bị chặn ở đây rồi. Hồ Tam bước nhanh đến cuối đại sảnh, cha xét chốc lát rồi quay người lại nói ra hàn lập rời mắt nhìn qua chỉ thấy cuối đại sảnh không còn lối thông đạo nào để đi cả mà trên mặt vách có điêu khắc một đầu cửa thú giống như người chính là đầu dị thú trên cửa cung điện lúc trước thế nhưng lúc này cửa thú không còn nằm sấp xuống như trước đó mà đang đứng thẳng hai chân nó cũng không giống như bộ dáng nhân tộc mà giống như loài hươu sừng đỏ ngay đầu gối uốn cong phía trên điêu khắc từng tấm vải màu đen thật lớn bên ngoài quấn quanh từng vòng sát khí màu đen nồng đậm chỉ thấy một chảo của nó dơ lên cao trong lòng bàn tay ngưng tụ một đám sương mù màu đen như mực, còn tay kia thì nắm một thanh cự kiếm hỏa diễm tạo hình mười phần cổ quái, đang ở tư thế ngửa mặt lên trời gào thét, từ đó phát ra một cỗ khí tức hung hãn nguyên thủy đập vào mặt. Cấm chế không gian bên ngoài bị chúng ta phá vỡ, chắc chắn sẽ không ngăn bọn hắn được lâu. Sắc mặt Thạch Xuyên không lo lắng, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, mở miệng nói ra. Đừng gấp, trước tiên phải biết rõ nơi này là nơi nào đã. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, mở miệng nói ra. Tựa hồ nơi này là chỗ để cúng tế vậy, các người nhìn vào bích họa bên này một chút. Lúc này, bất ngờ đề hồn mở miệng nói ra, đám người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy phía sâu trong vách tường bên phải điêu khắc một bức tranh cảnh tượng dân chúng viễn cổ giống như nhân giới đang cúng tế thần minh thượng cổ. Chỉ là cảnh tượng nơi này nhìn máu tanh vô cùng, tế phẩm cúng tế là hàng ngàn hàng vạn sinh linh hôi giới, trong đó có cả đại yêu có linh thức không cao, cũng có chủng tộc văn minh giống như thứ đà tộc, tất cả đều bị đẩy xuống một cái hố thật lớn giống như một cái bát to vậy. Bên ngoài hố to điêu khắc một đầu cự thú đang nằm sấp, nửa người nó nằm ngoài rìa bát to, cái miệng há thật to như cái chậu máu đang cười tâu tuét, vẻ mặt hung ác tham lam vô cùng. Nếu so sánh nó với người thứ đà tộc trong cái bát thì hình thể con cự thú này mười phần to lớn, chỉ ít cũng to khoảng hơn ngàn trượng. Hàn lập nhìn thoáng qua cái hố hình dáng như cái bát to khổng lồ kia, chợt nhướng mày, rồi lui về phía sau mấy bước, nhìn sang chỗ lõm cổ quái dưới mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất vẽ từng nét phù văn rối loạn, nhìn như không có kết cấu gì, nhưng trên thực tế lại dây dưa đan sen kéo dài mấy trượng hãm sâu vào chỗ lõm dưới mặt đất sao vậy phát hiện cái gì à trước đó bách lý viêm đã hao tổn không nhỏ vừa mới điều tức xong tiến tới đây hỏi các ngươi nhìn chỗ lõm này xem có phải giống như cái miệng bát rộng như nơi cúng tế trên bức họa không hàn lập trầm ngâm chốc lát rồi nói ra ngươi nói đúng là có chút giống chỉ là nhỏ hơn vô số lần mà thôi xem ra nơi này là nơi để cúng tế rồi mà con cự thú trên tường kia sẽ không có ở đây chứ. Thạch Xuyên không cẩn thận tra xét một lát, mở miệng nói ra. Chỉ sợ nơi này là nơi phong ấn con dị thú kia, cho nên nơi này mới bị cửu u tộc xem là cấm địa. Hàn lập nhẹ gật đầu, nói, trách không được cửu u tộc không cho phép tranh đấu ở đây, sợ sẽ phá hủy phong ấn chỗ này rồi thả con cự thú đó ra. Hồ Tam bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ầm um, ầm, um, ngay đúng lúc đó, mặt đất đại sảnh bất ngờ chấn động dữ dội, từ bên ngoài truyền đến một trận thanh âm ầm ầm vang dội. Bọn hắn đã bắt đầu phá giải cấm chế rồi. Đề hồn nói ra, đến lúc này chúng ta đã không còn đường lùi rồi, nếu cửu u tộc bọn hắn đã kiêng kỵ con cửu thú này, vậy chúng ta nghĩ cách thả nó ra, có thể còn có một tia hy vọng sống sót. Hàn lập trầm ngâm một lát, ánh mắt ngưng lại, nói ra. Lệ tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng nên làm như thế, ta vừa nhớ tới thứ này là gì rồi, một khi thả nó ra, đừng nói là đối phó truy binh sau lưng kia, mà chỉ sợ người đầu tiên gặp nạn là các ngươi. Hàn Lập thấy sắc mặt đề hồn như vậy, đang định mở miệng nói ra, thì trong thức hải lại vang lên âm thanh thạch kinh hầu. Ngươi biết nó là thứ gì sao? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hỗn hầu, ngươi đã từng nghe qua chưa? Thạch kinh hầu truyền âm nói ra. Nó là thứ gì? Hàn Lập ngẩn ra, có chút không rõ cho lắm. Hỗn hầu chính là sinh linh hôi giới khi thái cổ hỗn độn chưa bắt đầu, nghe nói chính là bản nguyên âm sát hôi giới ngưng tụ thành quái vật sức mạnh ngập trời không người nào có thể địch lại không ít chủng tộc hôi giới còn giữ lại tập tục cổ xưa cúng tế nó còn vì sao bị cửu u tộc phong ấn ở chỗ này ta cũng không biết được ta nói những thứ này là có lòng tốt nhắc nhở ngươi cuối cùng ngươi mới là người quyết định thạch kinh hầu nói xong liền không nói lời nào nữa chủ nhân đề hồn thấy hàn lập như người mất hồn vội mở miệng kêu lên ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía hắn hiển nhiên đám người bọn họ đã từ từ quen việc hàn lập dẫn dắt rồi nên để cho hắn quyết định mọi thứ. Sống chết trước mắt, không nghĩ ngợi nhiều được, mặc kệ phía dưới là cái gì, trước thả ra rồi hãy nói. Hàn lập trầm ngâm một chút, tựa hồ đã quyết định, nói ra. Bên ngoài đại sảnh, tiếng vang ầm ầm càng lúc càng nhiều, tựa hồ quỷ mục cùng âm khư đã gấp vô cùng, ra tay càng lúc càng mạnh. Cấm chế chỗ này hết sức phức tạp, nếu mà cưỡng ép phá hủy, bằng vào chiến lược chúng ta, chỉ sợ không kịp thời gian, hay là tận lực nhìn xem có thể bày trận phá giải hay không thạch xuyên không nhíu mày nói ra việc này không nên chậm trễ mau chia ra hành động hàn lập gật đầu nhẹ đồng ý với y thế là đám người bắt đầu tra tìm địa thế cùng trụ cột trận pháp trong đôi mắt hàn lập lóe lên ánh sáng màu tím thúc giục cửu u ma đồng phát ra dò xét tế đàn phía trước người dưới ma đồng đường tơ cái tóc xung quanh cái hố cúng tế đều trở nên rõ rành mạch không bao lâu hắn liền thấy trên tế đàn nhìn như bằng phẳng nhưng thực tế có rất nhiều đường vân nhỏ như con giun dày đặc che kín cả mặt tế đàn, những đường vân lộn xộn không có kết cấu gì, nhìn không rõ là phù văn gì, mà trong chỗ lõm xuống của nó có một vết bẩn, như là một vệt nước bùn màu đen vậy. Còn trong cái hố cúng tế, cũng đồng dạng có đường vân dày đặc vô cùng, tạo thành một cái đồ án giống như hỏa diễm cổ quái. Hàn Lập xem xét thật lâu, nhưng không phát hiện điều lạ thường nào cả, liền đảo mắt tiếp tục tra xét bích họa xung quanh. Chất liệu trên vách đá cùng bức tường cũng không khác biệt gì, nhìn cả buổi vẫn không thu hoạch được gì các ngươi có phát hiện được gì không? Hồ Tam từ một góc đại sảnh quay trở về, mở miệng hỏi. Trên mặt đất có vài đường vân, nhìn như đứt quáng, không thành kết cấu, có lẽ chỉ có tác dụng trang trí, cũng không phải pháp trận cấm chế gì. Thạch Xuyên không lắc đầu, nói ra, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn mái vòm phía trên, chỉ thấy nơi đó điêu khắc từng vòng phù văn hình tròn lớn, tổng cộng có 7 tầng, trên mỗi tầng đều khắc một chuỗi phù văn dày đặc, chính giữa thì có một quả cầu màu đen treo lủng lẳng. Các ngươi hãy nhìn lên phía trên xem, trong lòng hàn lập hơi động mở miệng nhắc nhở đám người nghe vậy rối rít nhìn lên phía trên cái này tựa như là một cấm chế pháp trận không gian chỉ thấy hai mắt thạch xuyên không tỏa sáng nói ra thạch huynh người biết cái này sao hồ tam hỏi thạch xuyên không không nói gì lông mày nhíu thành một cục tựa hồ rơi vào trầm tư ngay sau đó từ từ mở miệng nói ra cấm chế này chia thành hai bộ phận thiên và địa nếu nhìn tổng thể bố cục thì có chỗ giống như đại trận càn khôn cấm u của ma giới bọn ta lúc trước ta đã xem qua bí điển pháp trận ở hôi giới, có ghi lại phù văn không gian giống hệt như vậy, xem ra là cùng loại pháp trận của hôi giới rồi. Vậy thì bắt đầu từ đây luôn chứ? Hàn lập hỏi, ta cũng không rõ nữa, tuy có chút tương tự, nhưng chỗ khác biệt cũng hết sức rõ ràng, trong tòa cầm chế đại trận này có không ít đường vân hỏa hệ, ta còn không biết nó có tác dụng gì. Thạch Xuyên không trần chờ nói, y đang định nói tiếp thì bên ngoài lại vang lên một âm thanh thật lớn, dưới chân đám người bọn hắn cũng theo đó run lên không còn thời gian để đoán nữa rồi, trước hết ngươi cứ thử đi đã. Vạn nhất không thành, vậy thì chúng ta liền chờ bọn âm khư phá trận tiến vào, đến lúc đó liều mạng một phen, thử mượn lực lượng của bọn hắn phá hủy phong ấn nơi này. Hàn lập tỉnh tảo dị thường, nói ra, tốt, vậy thì mời chư vị tạm thời nghe ta điều động, hỗ trợ bố trí một chút đi. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ trịnh trọng nói ra, đám người bọn hắn vội đáp ứng, bắt đầu tiếp nhận từng khối cấp sát mặc thạch và từng trận bàn từ trong tay Thạch Xuyên không, nghe theo y chỉ huy, bắt đầu bố trí khắp nơi trên mặt đất trong đại sảnh. Chờ tới lúc trên mặt đất che kín từng khối đá màu đen, y lại chỉ huy đám người bắt đầu khảm nạm mái vòm phía trên. Trong khắp đại sảnh, ngoại trừ Thạch Xuyên không một mình chỉ thị, thì đám người Hàn Lập đã mau chóng di chuyển ra ngoài, còn phía bên ngoài kia thì truyền đến từng trận thanh âm ầm ầm vang dội, bầu không khí cũng trở nên áp lực tới cực điểm. Chương 749, xuất thế. Hơn 10 hơi thở sau, một tiếng nổ chấn động kịch liệt làm trong lòng đám người hàn lập nhảy lên, đúng là âm khư cùng quỷ mộc vẫn đang phá vỡ pháp trận phía bên ngoài. Còn kém chút nữa, nhanh, chán thạch xuyên không chảy mồ hôi ròng ròng, cắn răng nói. Không kịp nữa rồi, các người tiếp tục bố trí, ta ra tìm biện pháp tranh thủ chút thời gian. Bách Lý Viêm đứng dậy, trầm giọng nói, chủ nhân, ta ở chỗ này cũng không giúp được gì, liền theo Bách Lý Đạo Hữu đi ngăn cản một chút. Đề hồn cũng nói, hai người các người đi như vậy quá nguy hiểm, đối phương là hai tu sĩ đại la cảnh, nếu ở bên ngoài chỉ sợ một ý niệm trong đầu họ cũng đủ khiến các người thân vẫn đạo tiêu. Động tác trong tay Hàn Lập vẫn liên tục, nhíu mày nói. Nếu không ngăn cản một chút, chúng ta chưa kịp phóng xuất vật kia thì bọn hắn đã xông tới rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ ngồi chờ chết thôi. Trước đây ở Trúc Long đạo bị tiêu tấn hàn ám toán, sát khí cắn trả khiến ta thiếu chút nữa thất bại trong gang tắc, nhờ viên thái ất đan của lệ đạo hiếu, lần này vào cửu u vực lại được đề hồn đạo hiếu cứu, Bách Lý Viêm ta vốn xem như đã chết hai lần lại được trở về, lần này để xem mạng ta có cứng hay không. Bách Lý Viêm lên tiếng cười cười, nói như thế, chủ nhân yên tâm, dù sao ta cũng là thân tín của cửu u vực chủ, bọn hắn cũng không dám hạ sát thủ với ta, có ta đi cùng Bách Lý Đạo Hiếu, cũng đủ để tranh thủ một ít thời gian. Đề hồn nói như thế, cẩn thận một chút, tránh xung đột chính diện, Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt phức tạp nói, Bách Lý Viêm cùng đề hồn lướt nhau một cái, đồng thời thân hình lóe lên, một trước một sau bay ra đại sảnh cổng tò vò. Trên quảng trường nhỏ bên ngoài đại sảnh, thân ảnh quỷ mộc cùng âm khư khó khăn lắm mới lướt gấp tới, đột nhiên trước mặt có một đoàn hỏa cầu màu đen cực lớn đánh tới. Âm một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu khổng lồ nổ âm âm, bắn tung tóe lên mảng lớn mưa lửa như lưu tinh. Dưới màn lửa đầy trời, một tấm thuẫn xanh đen cực lớn phân tán thành vô số quỷ đằng, cấp tốc thu hồi vào trong tay áo quỷ mộc. Đám cuồng đồ lớn mật các ngươi lại không biết sống chết, có biết đây là nơi nào mà dám dương oai quỷ mộc nhìn về phía hai người đề hồn vừa nhảy vào quảng trường lạnh giọng trách mắng chới nhiều lời với bọn chúng tốc chiến tốc thắng âm khư nhanh chóng quét mắt qua khắp nơi nói bách lý viêm không có hai lời Giờ bàn tay lên bấm niệm pháp quyết trong miệng ngâm tụng vài tiếng bỗng nhiên khoát tay về phía đan điền của mình ách à, theo một âm thanh gào rú tê tâm liệt phế vang lên ngay vị trí đan điền của gã sáng lên một đạo quang mang màu đỏ tươi giống như nham thạch nóng chảy từ trong phân liệt ra từng đường ra nứt nẻ màu đỏ, rồi lan nhanh ra toàn thân. Ngay sau đó, chỉ thấy từng sợi hắc diếm từ chỗ vết dạn trên thân toát ra tầng tầng, chính giữa sen lẫn khói đen dày đặc, cuồn cuộn phô thiên cái địa, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Đề hồn thấy một màn này, thân hình hướng về một bên, bỗng nhiên nâng hai tay lên, song quyền nắm chặt bước ra trước một bước, trong miệng phát ra một tiếng gạo rú mãnh liệt không tương xứng với hình thể của nàng. Giống, sau tiếng hét điên cuồng này, bên ngoài thân nàng cấp tốc lưu chuyển hắc sắc quang mang hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng thân hình cấp tốc tăng vọt rất nhanh hóa thành một đầu cử viên màu đen cao hơn trăm trượng bộ lông đen thui quanh thân nó giống như cương châm đầu sinh ra góc quái dị răng nanh lộ ra ngoài hoàn toàn da thịt ngay chỗ mi tâm nứt ra hai bên từ trong lộ ra một yêu mục huyết hồng sau lưng đâm ra ba gai xương đen xì quanh thân âm khí bức người u lạc tên phản đồ này uổng công vực chủ đại nhân yêu ái ngươi Vậy mà vì ngoại nhân ngay cả chân thân hình thú cũng gọi ra, quả thực không thể tha thứ. Sắc mặt Quỷ Mộc âm trầm, nổi giận nói, lão vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền truyền đến từng trận thanh âm nổ vang kịch liệt, trong khói đen dày đặc xen lẫn vô số đạo lôi điện, bạo phát ra trận trận điện quang. Bên trong khói mù điện quang, thân hình một đầu trúc long màu đen cực lớn như ẩn như hiện, quanh thân quấn quanh nghiệp hỏa, trên không trung chậm rãi vặn vẹo, gắt gao ngăn trở tòa đại sảnh sau lưng lại. Bởi vì hình thể nó vô cùng khổng lồ, phần lưng long thân ma sát kịch liệt với cấm chế hư không phía trên ánh lửa bắn ra bốn phía nổ vang không thôi bọn chúng nghĩ chúng ta không dám phá hư cấm chế không cách nào buông tay buông chân chém giết mới dám cản rỡ như thế quỷ mộc trưởng lão người đi gỡ bỏ cấm chế trong cấm địa đi âm khư cười lạnh một tiếng mở miệng nói cái gì như vậy sao được quỷ mộc cả kinh vội vàng nói bọn hắn đã xông vào những cấm chế bên ngoài đã không còn tác dụng chỉ làm chúng ta bó tay bó chân thôi một khi ra tay quá nặng, không cẩn thận làm cho cấm chế sụp đổ, còn có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền, trực tiếp phá hư phong ấn bên trong, không bằng chúng ta tự hành cởi bỏ, tốc chiến tốc thắng." Sắc mặt Âm Khư âm trầm nói, "Thế nhưng cái này, quỷ mộc vẫn còn có chút do dự, đầu mối then chốt trong trận người đã biết rõ, cầm cửu u lệnh này đi làm nhanh đi, chuyện này ta và ngươi cũng không thể không bị trách phạt, làm chế nãi việc vực chủ an bài, ta và ngươi muôn lần chết cũng chưa hết tội." Âm Khư trách mắng, quỷ mộc nghe vậy đạp chân mãnh liệt một cái, quay người phóng về một góc quảng trường, nhanh chóng bắn đi, cũng không quay đầu nhìn lại. Nếu như chúng ta chết muôn lần cũng chưa hết tội, vậy cũng phải nhìn các ngươi thành xương cho đi. Ám ngục, âm khư quát lên một tiếng lớn, khí thức trên thân điên cuồng tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Dưới chân lão sáng lên một mảnh ô quang, một mảng lớn âm ảnh màu đen như mực nước chảy nhanh ra, phô thiên cái điện lướt đi, mà ảnh lướt phía trên, thiên ảnh hạ xuống, như một miệng bát trên dưới tương hợp, bao phủ trọn quảng trường cùng hư không phía trên vào. Bách Lý Viêm cùng đề hồn hiện ra chân thân giống như đột nhiên bị kéo vào một hư không khác, trong nháy mắt không thể thấy, tai không thể nghe, ngũ quan mất hết, khí thức thiên địa cũng không cách nào cảm nhận được. Sau một lát, tầng màn sáng bao phủ bên ngoài kiến trúc cung điện đều biến mất, trong đoàn bóng hắc ám đậm đặc nổ vang không ngừng, rất nhanh căng phồng lên. Cùng lúc đó bên trong đại sảnh, một tiếng kết nhỏ vang lên, ngay sau đó từng trận thanh âm cơ quan chuyển động từ bốn phía chuyển ra. Ba người hàn lập vây quanh hồ tế tự, đồng thời nhìn lên trên đỉnh đầu, không dám thở mạnh một cái. Chỉ thấy phía trên mái vòm, phù văn hình tròn bắt đầu sáng lên tầng tầng ô quang, từng cái chuyển động, cây cột đá chính giữa cũng bắt đầu hạ xuống dưới từ từ. chen một tiếng vang lên, cột đá hạ xuống phía dưới tế đàn, một lồi một lõm vừa vặn khớp vào nhau, khảm vào trong hố tế tự. Tạch tạch tạch, theo từng trận thanh âm cơ quan chuyển động vang lên, một cỗ sát khí đen kịt vô cùng nồng đậm từ dưới đất bay lên, bao trọn cả đại sảnh và mặt đất vào trong. Đám người Hàn Lập thấy thế, vô thức tránh ra phía sau. Ngay sau đó, toàn bộ thạch thất bắt đầu rung động kịch liệt, mặt đất cùng trên mái vòng được khảm nạm cấp sát mặc thạch nhao nhao sáng lên vốn lúc đầu trong đại sảnh lờ mờ như sau đêm, phù văn trên mặt đất cũng theo đó bắt đầu phát sáng lên. Nhưng vào lúc này, từng trận thanh âm thở dốc như hơi thở dã thú không biết từ nơi nào trong đại sảnh truyền ra. Hình như có chút không đúng, Hàn Lập ngửi được một tia khí tức cổ quái, trầm ngâm nói: Hai người thạch xuyên không thấy thế, thần sắc cũng lập tức trở nên khẩn trương. Ánh mắt hàn lập lóe lên, chợt thấy vách tường sau lưng hồ tam điêu khắc đầu hỗn hầu bỗng nhiên sáng lên quang mang, một mảnh hỏa diễm đỏ thắm quét ra, phía trên nổi lên một tầng xương mù mông lung, làm cho người không thể nhìn rõ. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác được dị thú điêu khắc trên vách tường giống như sống lại, nhao nhao chuyển động không thôi, tình cảnh thôn vệ lúc trước giống như bắt đầu diễn ra, những thứ đầu lâu kia trồng chất như núi cũng nhao nhao rung động lắc lư không thôi, dường như sau một khắc sẽ lăn xuống đại sảnh này. Lúc hắn đang muốn nói chuyện chờ thấy hai mắt hỗn hầu trên phù điêu vách tường bỗng nhiên phát sáng lên. Hồ Tam, mau tránh ra, hàn lập hô to một tiếng, hồ Tam không chút do so dự, lập tức đầu nghiêng một cái, thân thể xẹt qua bên cạnh, hô một tiếng xé gió bắn sợt qua lỗ tai y chỉ thấy một đoàn hỏa cầu đỏ thẫm và tối đen như mực lớn chừng quả đấm từ trong hai hốc mắt pho tượng bắn ra bỗng nhiên đánh vào cột đá từ trên nóc đại sảnh rủ xuống phanh một tiếng vang lên hai luồng ánh lửa đồng thời tóe lên mảng lớn hỏa tinh tiếp đó một trái một phải quấn theo cột đá màu đen như hai hỏa xà quấn quanh cột đá một cái trèo lên đỉnh đại sảnh một cái lại đi xuống tế đàn dưới mặt đất những nơi chúng đi qua đạo đạo phù văn đều sáng lên đám người hàn lập thấy vậy sắc mặt cả kinh chỉ thấy trên đỉnh đầu là mảnh ô quang mãnh liệt, còn trên mặt đất là một mảnh quang mang đỏ thấm, chúng lại cộng hưởng với nhau, giống như trong màn đêm đen kịt nổi lên lửa cháy lan ra đồng cỏ khô. Âm 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 từng trận thanh âm nổ vang từ dưới đất truyền đến, quang mang đỏ thấm trên mặt đất càng lúc càng thịnh, từng trận sóng khí nóng rực từ phía dưới bay lên. Két một tiếng động vang lên, cột đá kết nối tế đàn chấn động kịch liệt, trên mặt đất bốn phía lập tức rạn nứt ra từng đường, mặt đất bất ổn một hồi, bắt đầu sụp đổ xuống. Cẩn thận, Hàn lập quát khẽ một tiếng, thân hình lập tức bay lên trên bầu trời. Trên thân thạch xuyên không cùng hồ tam vội vàng sáng lên độn quang, cũng bay vút lên không chung. Ba người trao mày, ngừng mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đại sảnh bắt đầu phân thành vô số khối vụt, giống như sông băng đứt gãy ra, rơi xuống phía dưới. Dưới mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, kéo dài xuống phía dưới không biết bao nhiêu ngàn dặm bên trong vụt sáng quang mang, vừa có một nửa xích diễm và một nửa hắc diễm giao thoa lẫn nhau thiêu đốt hừng hực, phía dưới tế đàn kết nối với cột đá phía trên, vậy mà dính liền với một cột đá to lớn thông sâu vào lòng đất, phía trên khắc rõ dày đặc phù văn mang phong cách cổ xưa, bị hỏa diễm dưới mặt đất thiêu đốt hừng hực làm cả thân đỏ bừng. Trong đôi mắt hàn lập lóe lên hào quang màu tím, cửu u ma đồng mở ra, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong ngọn lửa hai màu đỏ đen có thể cảm nhận được khí tức từng sợi hỏa chi pháp tắc nhẹ nhẹ, còn có thể cảm nhận được từng trận sát khí nghiệp hỏa mãnh liệt, thật sâu bên trong giống như có từng đám xiềng xích màu đỏ tươi giao thoa với nhau, quấn quanh phía trên cột đá. Ở phía dưới tầng tầng xiềng xích giao thoa kia tựa hồ còn có một cái bóng mơ hồ không ngừng chấp động. Hàn Lập vừa nhìn thấy chỗ ranh giới đó, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, thân thể như phản xạ có điều kiện bắn ngược lên phía trên, đánh thẳng vào đỉnh trần đại sảnh. Mà dưới mặt đất chúng xuống hừng ngực hỏa diễm đột nhiên như là núi lửa bộc phát, ầm một tiếng dâng lên. Giống, nương theo đó là một tiếng gào thét làm rung động lắc lư tâm thần, trong ngọn lửa có một bàn tay giữ tợn cực lớn bỗng nhiên thỏ ra, chào một cái mãnh liệt vào hư không, vừa vặn chào qua vị trí hàn lập lúc trước, sau khi đánh hụt thì chen một tiếng, bới ra một cái hố lớn trên mặt đất. Bàn tay kia dài đến mấy trăm trượng, giống như tinh nham thiết thạch đúc thành, khắp nơi phía trên đều là hòn đá màu đen có góc cạnh rõ ràng, mặt ngoài bao phủ tua gai bén nhọn, phía trên quấn quanh một tầng hỏa diễm màu đen vô cùng nồng đậm. Chương 750, giải phong ấn lần 2 thấy con quái vật khổng lồ trước mắt từ sâu trong lòng đất này, cả ba người Hàn Lập vô cùng kinh hãi. Một bàn tay đã tựa như quả núi, vậy chân thân của nó to lớn thế nào, càng khó có thể tưởng tượng được. Ngọn lửa màu đen kia hiển nhiên cũng là nghiệp hỏa, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức sát khí cùng lực lượng nóng rực, so với lúc trước tiếp xúc qua trong nghiệp hỏa chỉ thì mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Nhưng khiến cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhất không phải là những thứ này, mà là từ trong hố sâu dưới lòng đất kia truyền lên một loại khí thức nguyên thủy không chỉ cổ xưa mà còn hung hãn, ẩn chứa trong đó là một dạng coi thường chúng sinh, khiến cho nội tâm bọn hắn tự nhiên cảm thấy run sợ cực độ. Chúng ta thả ra thứ này không khỏi dọa người, chỉ sợ tu la thành làn này muốn yên ổn cũng không được. Thạch xuyên không hít vào một hơi lạnh, nói như thế. Lệ đạo hữu thứ này, chúng ta thật sự phải thả ra sao? Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập, có chút trần chờ hỏi không thả ra thì cuối cùng chỉ có một con đường chết, thả ra thì họa may còn một đường sinh cơ. Hàn lập lắc đầu, từ tốn nói, kết quả hàn lập vừa dứt lời, từng đợt tiếng vang dày đặc như tiếng kim loại ma sát từ dưới đất truyền lên. Chỉ thấy mười mấy sợi xiềng xích màu đỏ tươi cực kỳ to lớn đột nhiên từ dưới đất bắn lên, mặt ngoài mỗi một sợi xiềng xích đều có từng vòng rậm rạp phù văn lượn lờ không thôi. Những xiềng xích này tựa như có linh tính, tự nhau nhau quấn quanh bàn tay to lớn kia, phía trên phù văn chấp động liên hồi, linh quang mãnh liệt bỗng nhiên siết lại căng cứng bang 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 cột đá trên hố sâu khắc họa các loại phù văn chấp hiện quang mang liên tục một hồi âm thanh xiềng xích xiết chặt theo đó vang lên ngay sau đó một tiếng gầm thét kinh thiên động địa từ dưới đất truyền đến ba người hàn lập cảm thấy thân thể chấn động lục phủ ngũ tạng bị chấn như muốn vỡ ra nhoáng một cái nhao nhao rút lui về sau một khoảng cách bàn tay lo lớn kia bị lực lượng cường đại từ xiềng xích lôi trở lại trên mặt đất lưu lại ba vết cào cực lớn nhìn thấy mà giật mình, trượt dài xuống hố sâu dưới lòng đất. Phong ấn tựa hồ cũng chưa được giải khai triệt để, đây là có chuyện gì? Hàn lập thấy tình cảnh này, nhíu mày hỏi. Thạch xuyên không nghe vậy, vội vàng bay về phía tòa tế đàn còn sót lại trên mặt đất kia, quan sát cẩn thận. Sau một hồi xem xét, ánh mắt của gã nhìn về danh giới nơi tế đàn sụp đổ, lộ ra một đường vân hình hỏa diễm. Trận pháp nơi đây nhìn bề ngoài tương tự với càn khôn cấm u đại trận của ma tộc ta, nhưng bên trong lại mười phần khác biệt khả năng chúng ta chỉ mới nới lỏng phong ấn xem từ vị trí đường vân này muốn triệt để giải khai có lẽ cần rót vào chỗ đó một chút lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính dẫn vào phụ trợ mới giải trừ phong ấn được thạch xuyên không nói ra với vẻ không chắc chắn cho lắm cần lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính bách lý đạo hiếu giờ phút này còn ở bên ngoài giúp chúng ta tranh thủ thời gian đi nơi nào tìm được lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính đây hồ tam cười khổ một tiếng nói thạch xuyên không nghe vậy cũng sững người trong ba người bọn họ không có ai kiêm tu pháp tác hỏa thuộc tính. Có lẽ hắn có thể giúp một tay, hàn lập nhân mày lại, có chút do dự nói, âm một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một âm thanh vang lên như cự long gào thét. Hàn lập nghe tiếng, thần sắc lập tức biến đổi, hắn biết đó chính là âm thanh kêu gào của bách lý viêm hóa thành trúc long. Lần này, hắn không còn chút mảy may suy nghĩ, bàn tay liền vung lên, một cánh cửa màu bạc hiện ra. Trong cửa si dung đang ngồi dựa vào chân tường, nhiệt hỏa tiên tôn cũng đã tỉnh lại, chỉ là trong đôi mắt không còn một chút thần quang, thần chí vẫn chưa thanh tỉnh, mà hai đứa bé cửu u tộc kia cũng còn hôn mê tại góc tường. Cũng chỉ có thể thử một chút, si đạo hiếu, hiện tại ngươi và chúng ta cùng rơi vào hôi giới, cũng coi như ngồi chung một con thuyền. Hàn lập còn chưa dứt lời, si dung liền mở miệng cắt ngang. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Gã chống đỡ thân thể đứng lên, nói ra, mượn lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính của đạo hữu dùng một chút. Hàn Lập nói ra, công pháp ta tu luyện lấy thời gian pháp tắc làm chủ, hỏa thuộc tính chỉ là thuộc tính kèm theo, hơn nữa cấm chế trong người ta còn chưa được giải, lúc trước lại bị những tên Uno kia rút lấy quá nhiều lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính để luyện chế pháp bảo, lực lượng trong cơ thể còn lại không nhiều lắm, nếu muốn ta giúp đỡ cái gì to tát, sẽ khiến ngươi phải thất vọng rồi. Si Dung chậm rãi nói ra, Hàn Lập nhìn về phía Thạch Xuyên không, y liền nói, không sao, chỉ là dùng để dẫn dắt hỗ trợ giải cấm chế pháp trận thôi. Si Dung nghe vậy, không nói thêm lời nào, bước vài bước ra khỏi cánh cửa màu bạc, bay xuống đất chỗ tế đàn. Lúc gần đến tế đàn, thân thể gã đột nhiên nhoáng một cái, như đứng không vững sắp té ngã, Thạch Xuyên không ở một bên vội vàng đỡ lấy. Người rót lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính vào trong đường vân chỗ này là đủ. Thạch Xuyên không chỉ danh giới tế đàn, mở miệng nói ra. Si Dung nhìn đánh giá tế đàn một chút, lại nhìn xuống phía dưới hố sâu, lông mày có chút nhúc nhích. Thời gian cấp bách, xin si đạo hữu nhanh lên ánh mắt hàn lập ngưng lại nhịn không được thúc giục si dung im lặng đặt một tay lên trên đường vân hỏa diễm lực lượng pháp tắc trong cơ thể vận chuyển lên trong lòng bàn tay này một chút sáng lên một mảnh ánh lửa đỏ thẫm ngay thời điểm mấy người hàn lập đều chú ý đến chỗ tế đàn trong cánh cửa màu bạc vẫn chưa khép kín hai đạo nhân ảnh cùng động từ trong đó bay ra thân hình uốn lượn giữa không trung liền bay ra phía ngoài đại sảnh ánh mắt hàn lập thoáng liếc qua phát giác đó chính là hai đứa bé cửu u tộc trước đó đã bị bọn hắn bắt giam. Lệ đạo hiếu, có muốn ta bắt bọn chúng lại không? Hồ Tam thấy vậy, hỏi, để bọn chúng đi đi, hiện tại gặp tình cảnh này, có hai đứa bé kia hay không đã không còn tác dụng gì nữa. Hàn lập lắc đầu, nhưng ngay lúc đó, dị biến xuất hiện, chỉ thấy lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính của Si Dung, đồng thời thắp sáng lên đường vân hỏa diễm trên tế đàn, kéo theo một tiếng gào rú trầm thấp, một đạo gió lốc màu đen như một vòng xoáy khí lưu, bỗng nhiên từ hố sâu dưới đất bay cuộn ra trong nháy mắt đuổi theo hai đứa bé đang muốn chạy thoát kia đám người hàn lập nhau nhau nhìn lại liền thấy một cảnh tượng cực kỳ thanh máu chỉ thấy quần áo trên người hai đứa bé trong nháy mắt mục nát thân thể lộ ra nhanh chóng co rút lại làn da dướm máu thối giữa xương cốt đứt gãy vỡ nát rất nhanh hóa thành hai vũng máu đặc dính bị vòng xoáy khí lưu màu đen kia cuốn ngược trở về trong mơ hồ hàn lập cảm thấy trong vũng máu kia tồn tại một cỗ khí tức hết sức đặc biệt có chút tương đồng với chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, nhưng cũng không giống hoàn toàn, khí huyết cực thịnh nhưng lại âm sát vô cùng. Còn không đợi hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cả tòa đại sảnh lại bắt đầu chấn động từng hồi, ngay sau đó mảng lớn hai màu hỏa diễm đen đỏ như là nham thạch nóng chảy phun trào lên, tràn ra bên ngoài hố sâu. "Nhanh tránh đi." Hàn Lập vội vàng phất tay đóng động thiên hoa chi lại, thân hình chớp nhoáng bay ra. Ba người Thạch Xuyên không thấy không ổn, cũng sớm tránh đi. "Thương Lang Lang, một trận âm thanh xiềng xích ma sát rồn dập từ chỗ hỏa diễm phun ra không ngừng truyền đến, bàn tay to lớn như che trời kia lần nữa vươn lên, chỉ là vừa mới xông ra miệng hố sâu liền bị từng sợi xiềng xích màu đỏ tươi kéo lại. Nhưng lần này, sức mạnh bàn tay hỏa diễm to lớn kia rõ ràng tăng lên mấy lần. Phanh phanh phanh, phanh âm thanh nổ đùng không ngừng vang lên, xiềng xích quấn quanh bàn tay hỏa diễm to lớn kia tán loạn linh quang, đứt gãy ra. Bàn tay to lớn kia vươn lên trời, đầu ngón tay đâm thẳng xuyên qua nóc đại sảnh. Giống như xuyên qua một tờ giấy mỏng. Ngay sau đó, nó dường như tìm được điểm vịn để mượn lực, nhanh chóng ôm lấy toàn bộ đại sảnh, dùng sức kéo lên. Một hồi âm thanh xiềng xích không ngừng truyền đến, hố sâu dưới mặt đất chấn động cuồn cuộn hỏa diễm, tựa như cuồng phong quét trên mặt biển liên hồi, từ đó truyền ra từng đợt khí tức cường đại vô cùng. Mấy người Hàn Lập bị cỗ sóng khí này trùng kích đến nỗi không cách nào chịu đựng được, căn bản không thể giữ vững thân hình, nhao nhao ngã trái ngã phải ra bốn phía đụng mạnh vào vách tường nhưng trong hố sâu dưới mặt đất hỏa diễm màu đỏ phai nhạt dần dần ngược lại sóng lửa màu đen càng mãnh liệt điên cuồng vọt lên như giếng phun vết dạn nước trên mặt đất lan ra rất nhanh kéo dài tới đại sảnh bên ngoài trên quảng trường ngoài đại sảnh âm khư đã triệt để thu hồi ám ngục âm ảnh che kín đầy trời đã không còn phía sau lưng lão tám đoàn âm ảnh nồng đậm ngưng tụ thành tám cánh tay to lớn kéo dài ở trên không trung mỗi một cánh tay to lớn kia đang nắm một chỗ khiếu huyệt chính trên thân thể trúc long màu đen do bách lý viêm hóa thành Trúc Long màu đen hiển nhiên đã triệt để không còn sức chiến đấu, toàn bộ thân hình mềm nhũn bất lực, khắp thân nó hiện đầy vết thương cực lớn nhìn thấy phải giật mình, chỗ miệng vết thương chảy ra máu đen thui, nhìn thấy đã hấp hối rồi. Nhưng ngược lại cách đó không xa, trong một cái lồng da màu đen do vô số nhánh cây đan thành, đang nhốt một thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều, chỉ là quanh thân nó bị quấn đầy quỷ đằng màu đen, không thể nào thấy rõ tình hình bên trong. Ầm ầm từng đợt âm thanh chấn động nặng nề từ dưới đất không ngừng truyền lên vết nứt càng lúc càng dày đặc như mạng nhện từ trong đại sảnh lan tràn ra, dọc theo quảng trường dưới chân bọn hắn, kéo dài ra toàn bộ cung điện phía ngoài, nhanh chóng chiếm cứ phạm vi mấy ngàn trượng, hầu như hiện đầy vùng không gian dưới đất này. Trên mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, từng sợi nghiệp hỏa màu đen từ dưới khe nứt trên mặt đất sông lên, giống như nhiều đóa hoa sen màu đen nở rộ tại các nơi trong không gian dưới đất này. Ha ha, đã thoát ra rồi, tốt, ánh mắt trúc long màu đen hơi sáng lên, giọng nói có chút đứt quãng nói ra âm khư trưởng lão sắc mặt quỷ mộc khó coi quay đầu nhìn về phía âm khư một lũ con sâu cái kiến không biết sống chết âm khư quát lên một tiếng lớn trong mắt tựa hồ phun ra lửa sắc mặt lão lạnh lẽo thân hình nhoáng một cái tám cánh tay âm ảnh to lớn sau lưng bỗng nhiên phát lực suy một tiếng vang lên mảng lớn máu màu đen vung vãi bắn ra như một cơn mưa máu thân thể trúc long do bách lý viêm hóa thành tựa như mảnh vải bị âm khư kéo thành chín đoạn cho hả giận Từng đoạn tàn thi từ giữa không chung nhau nhau rơi xuống, một cái đầu rồng còn khá nguyên vẹn rơi gần bên chân âm khư, bị lão giơ một chân lên dẫm mạnh. Chỉ thấy trong nháy mắt đầu rồng bị dẫm vỡ nát, một đạo bóng đen sát mặt đất bắn nhanh ra. Mau vào đi, có lẽ còn kịp, mặc dù âm khư phát hiện, nhưng cũng không rãnh bận tâm, lão gầm lên một tiếng, thân hình lướt về phía trước, bay thẳng đến cổng vào đại sảnh. chương 751, Minh tranh ám đấu, nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân âm khư chấn động ầm ầm tiếp theo rung động dữ dội một trận, mặt đất trực tiếp sụp đổ nứt toác ra. Một cỗ nghiệp hỏa màu đen từ trong vết nứt phun ra mãnh liệt, từng khối nham thạch vỡ vụn rơi xuống, khắp bốn phía cung điện đều sụp đổ. Không bao lâu, một cái hố càng lớn hơn lõm ra dưới lòng đất, phía trên mặt đất chỉ còn sót lại cột đá lớn đứng lặng giữa trung tâm, thi thể bách lý viêm nứt lìa cũng theo mặt đất sụp đổ rơi vào lòng đất. Bên trong ánh lửa tận trời, thân ảnh mấy người Hàn Lập bắn nhanh ra, không dừng lại chút nào bay vút qua không gian bên cạnh dưới lòng đất. Mà bên kia, âm khư cùng quỷ mộc liếc nhìn nhau một cái, một người thân sắc sầu thảm, một người lộ vẻ tuyệt vọng, thân hình bị kìm hãm, cấp tốc bay lùi lại phía sau. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ cuồng bạo từ dưới đất truyền đến, như sấm rền nổ vang không thôi. Kèm theo là một cỗ khí tức như cửa thú hồng hoang, lại như viễn cổ thần minh khiến kẻ khác tim đập nhanh vô cùng, trong đó mang theo vẻ lạnh lùng sát phạt, lại ẩn chứa cửu hận mãnh liệt. Âm! cửa thủ màu đen khổng lồ lúc trước phá tan nóc đại sảnh lại lần thứ hai chảo về phía trước một cái đâm vào đỉnh mái vòm dưới lòng đất bén nhọn như dao cắt đậu hủ sau đó phát lực ra sức kéo về phía trước hắc diễm bên trong hố lớn lập tức bốc lên kịch liệt chính giữa có một hình ảnh mơ hồ thật lớn bắt đầu chậm rãi trồi lên theo hỏa diễm dần dần hạ xuống hình ảnh mơ hồ kia rốt cuộc dần trở nên rõ ràng đó là một cái đầu lớn gần hai ngàn trượng tối đen như mực giống như tinh thiết hắc nham tạo thành mặt trên che kín góc cạnh cùng răng nanh bén nhọn mơ hồ có hình dáng ngũ quan nhân loại, mặt trên bao phủ một tầng hỏa diễm màu đen. Trong hai mắt nó tụ hai luồng hắc diễm cổ quái, hơi hơi chấp lên giống như lửa u minh, mà trên đỉnh đầu còn sinh ra hai chiếc sừng uốn cong như sừng trâu, dài đến mấy trăm trượng, phần cuối bẻ ngoặt lên giống như hai ngọn núi đứng thẳng. Lỗ mũi nó còn phun ra hai đạo hắc diễm, từ đó tán phát ra trận trận khí tức âm sát đáng sợ, làm đám người Hàn Lập chưa bao giờ cảm thụ qua, mỗi người có trình độ khác nhau nhưng lại sinh ra một loại cảm giác bé nhỏ rốt cuộc chúng ta thả ra cái gì vậy? Một góc bên cạnh không gian dưới lòng đất, Thạch Xuyên không quay đầu lại nhìn con thú dữ tợn đáng sợ thật lớn kia, trong miệng thì thảo nói. Hỗn hầu, cuối cùng chúng ta cũng thả ra được, chỉ sợ Bách Lý Đạo Hữu đã giữ nhiều lành ít rồi. Ánh mắt Hàn Lập quét quanh một vòng, thần sắc biến đổi, liền thả thần thức ra tra xét một phen, trong mắt hiện lên vẻ tiếc hận. Các ngươi xem, thứ này giống như chưa thoát ra hẳn trói buộc, tựa hồ chỉ có một cái đầu cùng một cánh tay là được tự do hoạt động. Hồ Tam đột nhiên nói, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía dưới cổ của cái đầu thật lớn kia còn có một sợi xiềng xích to lớn đan chéo chó chặt, kéo dài xuống dưới hố sâu không thể thấy rõ. Như vậy cũng đủ khiến cửu u tộc bận rộn một phen, may mắn là chưa hoàn toàn phóng thích, nếu không chỉ sợ chúng ta cũng khó chạy thoát được. Hàn lập nhìn thoáng qua âm khư cùng quỷ mộc sắc mặt đang khó coi vô cùng bên kia, nói như thế. Si dung đạo hữu tựa hồ không có đi ra. Hồ Tam bỗng nhiên phát hiện thiếu một người, nói, không cần quay lại, lúc trước mặt đất nổ tung, ở trong biển lửa tựa hồ hắn phát hiện cái gì đó, không có rời đi, ngược lại trực tiếp bay xuống dưới, rất nhanh không thấy khí tức nữa. Thạch Xuyên không lắc lắc đầu nói, không cần để ý đến hắn, các người tìm đường ra đi, ta đi cứu để hồn. Hàn Lập thu liếm nỗi lòng, nói, giống, đúng lúc này, đầu hốn hầu dưới lòng đất bỗng nhiên ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng hống tức giận, Nghiệp hỏa màu đen từ trong miệng phun ra cuồn cuộn, giống như một cây trụ lớn hỏa diễm, trực tiếp oanh kích khung đỉnh phía trên. Khung đỉnh nham thạch không biết dày mấy trăm trượng trong phút chốc nóng chảy ra, lộ ra một cái lỗ hồng thật lớn, liền thoáng có ánh mặt trời hôn ám chiếu xuống dưới. Tại hội trường trụ hồ khu, trên bãi đá cao ngất nhấp nháy bạch quang, từ đó phun ra từng đạo bạch sắc quang huy, thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm to lớn. Các vực chủ hôi giới đang ngồi quanh bàn tròn trên đài cao, vẻ mặt mỗi người khác nhau, có người mỉm cười có người âm trầm, cũng có người mặt không thay đổi. Lúc này không khí trong hội trường có chút khẩn trương, tuy rằng người nói chuyện không nhiều nhưng mơ hồ tràn ngập một loại không khí căng thẳng tựa như dương cung bạt kiếm. Tam vực hội minh lần này lấy tam đại vực cửu U, Luân Hồi, Hắc Thăng là chính, nên ba người âm thừa toàn, Hoàng Phủ Ngọc, Tiêu Bất Dạ ngồi xếp thành hình tam giác quanh bàn tròn màu trắng, hiện ra thế chân vạc ba chân. Cả chương trình hội nghị trước sau tổng cộng có 20 ngày, 7 ngày đầu là giai đoạn thảo luận, tam vực hội minh lần này liên quan trọng đại đến hôi giới, những người trước mắt có thể trình bày lập trường của mình, trong lúc đó cũng có thể tự tiến hành thảo luận trong phạm vi nhỏ. Ba ngày tiếp theo là nghị quyết chân chính, hơn trăm vực ở đây sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Mười ngày còn lại là căn cứ kết quả nghị quyết lúc trước, cộng đồng sẽ thương thảo các vấn đề, các thủ tục và phương pháp tiến hành. Tam vực hội minh lần này là vì thảo luận thái độ của hôi giới đối với chân tiên giới, nhìn như đơn giản, chỉ cần tỏ rõ thái độ là được, bất quá giữa các vực có không ít vực vốn phụ thuộc vào tam đại vực, ngoài ra giữa các vực cũng vướng mắc sâu đậm, địa bàn xung đột, vấn đề mậu dịch, còn có ân oán cá nhân trộn lẫn trong đó, có thể nói là vô cùng phức tạp. Tuy chỉ tỏ thái độ, nhưng liên lụy vào bên trong lại rất nhiều. Mấy ngày qua, các vực tranh cãi gay gắt, cửu u vực, luân hồi vực còn có hắc thẳng vực kiệt lực mượn sức các vực nhỏ, cũng mở rất nhiều phân hội loại nhỏ, khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Hiện giờ giai đoạn thảo nghị đã chấm dứt, mà bữa nay là ngày để biểu quyết. Tuy nghị quyết chưa bắt đầu, nhưng thế cục cơ bản đã rõ ràng. Luân hồi vực ở tam vực hội minh đã không tiếc phí tổn phái ra số đông nhân lực mượn sức các vực chủ ở lập trường trung lập, đưa ra thật lớn tài nguyên cùng ích lợi để dụ hoặc, mà cửu u vực vốn có nhiều vực dựa vào nhất, nhưng đối với việc mượn sức các vực trung lập lại không quá nhiệt tình. Về phần hắc thẳng vực, vốn luôn tỏ thái độ mặc kệ, tự nhiên cũng không có quá nhiều động tác. Ngoài ra, bởi vì phần lớn các vực hôi giới có thái độ căm thù chân tiên giới, lại thèm muốn các loại tài nguyên tu luyện phong phú cùng một ít vật không có ở hôi giới. Do đó, luân hồi vực không ngừng ra sức lôi kéo, hơn phân nửa vực chủ trung lập, thậm chí vực chủ dựa vào hắc thằng vực đều ngã về phía họ. Tuy rằng còn có một số ít vực chủ không tỏ thái độ, nhưng hiện trạng đã rõ ràng. Lúc này, khoảng cách đại hội bắt đầu chỉ còn nửa canh giờ, âm thừa toàn im lặng ngồi, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ không có sốt ruột. Âm vực chủ, tình huống đối với chúng ta phi thường bất lợi a à, càng ngày càng có nhiều người bị luân hồi vực lôi kéo. Bên cạnh âm thừa toàn là một lão giả tóc bạc, thân thể lão thoáng nghiêng qua, có chút lo lắng thấp giọng nói. Người này tên là Thiên Khốc, chính là vực chủ cốc trì vực, từ trước tới giờ luôn giao hảo với cửu u vực, chính là người tích cực ủng hộ cửu u vực nhất. Bây giờ chỉ là giai đoạn thảo nghị đại hội, Thiên Khốc vực chủ không cần lo lắng. Âm thừa toàn cười nhạt một tiếng, tựa hồ hết thảy đều đã được tính trước kỹ càng. Thiên khốc vực chủ nhìn thấy bộ dạng âm thừa toàn như vậy, trong lòng thở dài một hơi, nhưng không nói gì nữa. Âm thừa toàn ngồi thẳng người, tựa lưng vào ghế ngồi, bưng chén trà trước người lên. Phân phó xuống dưới, giữ nguyên kế hoạch làm việc, lúc vừa chạm vào ly trà, gã liền vô thanh vô tức phát ra một cỗ truyền âm. Lúc này phía sau âm thừa toàn đang đứng hai người, một người là thanh niên nam tử, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, trên vầng trán có vài phần khí khái anh hùng, nhưng trên trán lại có một sừng màu xám gấp khúc, Nhìn có chút kỳ lạ. Người còn lại là một đại hàn áo cho, khuôn mặt bình thường, nhưng hai hàng lông mày đậm đen như kiếm, sắc mặt âm lãnh như băng, cả người tản mát ra một cỗ sát khí băng hàn. Khí tức trên thân hai người này khổng lồ, đều là tồn tại đại la cảnh. Ánh mắt thanh niên nam tử hơi dao động xuống, trong tay áo phía sau gã hiện lên một đạo hôi quang bé nhỏ không thể nhìn thấy. Trong đám người phía dưới đài cao, một nhân ảnh áo đen cao gầy hai tròng mắt ngưng tụ, lập tức xoay người đi về hướng xa rất nhanh biến mất trong đám người. Dư quang trong mắt âm thừa toàn liếc nhìn dưới đài một cái, buông chén trà trong tay xuống. Với cục diện trước mắt này mà âm vực chủ còn có thể chấn định tự nhiên như thế, tiêu mỗ thật sự bội phục. Một thanh âm truyền đến, chính là hắc thằng vực tiêu bất dạ nhìn lại, cười híp mắt nói. Vậy sao, tiêu phó vực chủ cũng không để ý chút nào à? Âm thừa toàn thản nhiên hỏi. Ha ha, âm vực chủ nói lời ấy sai rồi, hắc thằng vực chúng ta chỉ cầu các vực có thể đoàn kết nhất trí, không phát sinh nội đấu quy mô, tâm nguyện vậy đã đủ rồi. Lần này Tiêu Mỗ lại đây, chính là vì cam đoan Tam vực hội minh có thể chấm dứt trong hòa bình. Khi Tiêu Bất Dạ nói đến hai chữ hòa bình thì nhấn giọng lên, tựa hồ như cảnh cáo cái gì. Thì ra là thế, Tiêu phó vực chủ vì dân chúng hồi giới, quả thật là phúc cho muôn dân, âm mỗ bội phục. Âm Thừa Toàn cười cười từ chối cho ý kiến, nói: "Hoàng phủ Ngọc nghe đối thoại giữa Âm Thừa Toàn cùng Tiêu Bất Dạ, liếc nhìn hai người một cái, liền thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Cùng lúc đó, trong khu vực biên giới tường thành trụy hồ khu, trong một hẻm nhỏ ánh sáng hơi mờ, đột nhiên vang lên một hồi tiếng ngâm tụng trầm thấp. Trong đường hẻm hắc ám này, cứ cách một đoạn lại đứng vững một cây cột đá màu xám cao hơn 10 trượng, trên cột đá khắc đầy lộ văn phức tạp, lan tràn ra ngoài cột đá, nhập vào tường thành chung quanh. Trên đỉnh mỗi cây cột đá màu xám có một gã cửu u tộc nhân đang ngồi, giờ phút này đều lẩm bẩm, hai tay bấm niệm nhanh thần chú, nhập vào trong cột đá màu xám. Lộ văn trên các cây cột đá sáng dần lên từng cây, chấp động từng trận hôi quang, trong đó còn sen lẫn ngân quang nhẹ nhẹ, nên trong thông đạo tối đen nhìn thấy có chút ánh sáng. Hôi quang càng lúc càng sáng, kết nối lại với nhau. Tường thành nơi này hiển nhiên dùng tài liệu đặc thù kiến tạo, quang mang chấp động bên trong, nhưng không có chuyển ra ngoài chút nào. Dần dần cấm chế chung quanh trụy hồ khu hơi hơi dao động, chậm rãi xảy ra một ít biến hóa, bên trong hiện ra nhiều điểm ngân quang. chương 752, chuyện ngoài ý muốn kinh người. Trên hội trường, đại hội nghị quyết sắp sửa bắt đầu, trong hội trường dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người tham dự hội nghị dối giết nhìn về phía âm thừa toàn, Hoàng Phủ Ngọc cùng Tiêu Bất Dạ đang ngồi ở chính giữa hội nghị. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Bất Dạ bất ngờ ngẩng đầu lên, chợt nhìn xung quanh, đến cả Hoàng Phủ Ngọc cũng biến sắc. Hoàng Phủ Cung Chủ, có chuyện gì vậy? Giao Tam đứng sau lưng Hoàng Phủ Ngọc lập tức hỏi. Những vực chủ khác cũng đều chú ý sắc mặt biến hóa của hai người Hoàng Phủ Ngọc, hội trường lại lần nữa trở nên xôn xao một trận. Âm vực chủ, các hạ muốn gì? Bỗng nhiên Hoàng Phủ Ngọc đứng lên, nhìn âm thừa toàn, nói ra từng chữ, trên người hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt. Ngay khi Hoàng Phủ Ngọc vừa đứng lên, những vực chủ được luân hôi vực lôi kéo lại tỏ vẻ mơ hồ, nhưng thấy vậy cũng đứng dậy theo, trên người lập tức hiện ra đủ loại hào quang, có vài người còn vội tế ra cả tiên khí. Sắc mặt tiêu bất giả âm trầm, thấy cảnh này tuy không đứng dậy chất vấn, mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm về phía âm thừa toàn. Ngay trong hội nghị này mà luân hồi vực các ngươi lại muốn tạo phản sao? Thiên khốc vực chủ lạnh lùng quát to, hỏi, chẳng lẽ cửu u vực xem hôi giới đã là của mình rồi sao? Lại dám nói là tạo phản, quả thật buồn cười. Hoàng Phủ Ngọc chưa mở miệng, đột nhiên tiêu bất dạ nói ra một câu. Ngươi, thiên khốc vực chủ biết mình lỡ lời, nhất thời nghẹn giọng. Chư vị, đây là chuyện gì? Đại hội nghị quyết sắp sửa bắt đầu, chính là thời khắc quyết định đến tương lai vận mệnh hôi giới chúng ta, làm sao mà lại như gà nhà đá nhau vậy. Âm thừa toàn vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn Hoàng Phù Ngọc cùng tiêu bất dạ một cái, rồi thản nhiên mở miệng nói ra. Âm vực chủ, người cho ta là kẻ mù điếc hay sao? Người đã mở cấm chế không gian chung quanh trụy hồ khu, ngăn cách nơi này với ngoại giới, đây là ý gì? Hoàng Phù Ngọc lạnh lùng chất vấn, vừa dứt lời, mọi người trong hội trường liền hiểu ra, lập tức nổi lên một trận xôn xao, rồi giết nhìn xung quanh vài lần, sau đó ánh mắt thoáng cái nhìn về phía âm thừa toàn. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung vào mình, sắc mặt âm thừa toàn thản nhiên, khóe miệng còn hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Bây giờ mọi chuyện đã xong, cho dù lúc này mọi người có phát hiện, cũng đã muộn rồi. Mưu đồ đã lâu, cuối cùng cũng nắm chắc đại cục. Chư vị, âm thừa toàn cười nhạt một tiếng, đang muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng vang trầm đục từ đằng xa truyền đến, giống như tiếng nổ mạnh vậy, kèm theo âm thanh trầm đục đó là một cỗ khí tức tà ác lao thẳng lên trời từ phía xa, giống như cơn sóng dữ khuếch tán ra xung quanh. Từ đó lại phát ra hào quang màu đen chói mắt, hình thành một chùm sáng màu đen thật lớn. Sát khí xung quanh Tu La Thành cũng trở nên dao động dữ dội, làm quay cuồng cả đám mây xám trên bầu trời, phát ra âm thanh sấm sét rầm rầm thật lớn, khiến cả thiên địa phong vân biến sắc. Mà lúc này ngay giữa bầu trời, ba vầng mặt trời màu xám cũng phát sinh thay đổi, chẳng biết lúc nào đã tiến sát gần nhau, thậm chí xếp chồng lại với nhau nữa, thế nhưng lúc này còn chưa hoàn toàn xếp chồng lên. Bỗng chốc cả ba vầng mặt trời màu xám tỏa ra hào quang sáng hơn cả ngày thường, từng đạo ánh sáng màu xám sáng ngời từ trên ba vầng mặt trời màu xám bay ra, từng sợi ánh sáng như dòng suối nhỏ chảy xuống, nhanh chóng chui vào chùm sáng màu đen xa xa kia. Đối mặt dị biến kinh người như thế, đám người trong hội trường, còn có những người đang vây xem phía dưới quảng trường cũng đều kinh hãi, liền nhìn lên thiên tượng trên bầu trời, rồi nhìn về chùm sáng màu đen phía xa xa. Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc cùng tiêu bất giả cũng theo đó mà biến sắc. Nơi đó là tẩy hồn khu của bản thành, trong tẩy hồn khu có xây không ít công xưởng luyện bảo cùng với công xưởng luyện khôi, có thể là công xưởng đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, vì vậy mới mở cấm chế không gian ở trụy hồn khu. Việc này vốn là cửu u vực ta muốn đảm bảo đại hội được thuận lợi, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm này, chư vị không cần phải lo lắng sắc mặt âm thừa toàn thay đổi mấy lần, rồi lại lựa lời nói ra. Vừa nói ra, những người có mặt ở hội trường khẽ giật mình, không ít người lộ vẻ nửa tin nửa ngờ. Tuy vậy, bầu không khí dương cung bạt kiếm trong hội trường lại tiêu tán không ít. Hai mắt hoàng phủ ngọc chấp động, ánh sáng màu trắng trên người lóe lên liền ẩn vào trong cơ thể, đồng thời lão phất tay lên ra hiệu cho những người phụ thuộc luân hồi vực thu lại tiên khí. Còn đám người phụ thuộc cửu u vực thấy vậy, cũng nhao nhao thu hồi tiên khí của mình lại. Tiêu Bất Dạ nhìn về phía Tẩy Hồn Khu một cái, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Âm Thừa Toàn, hai lông mày nhăn lại, mặc dù vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cũng không còn nhiều như trước nữa. Các ngươi tới đó xem thử chuyện gì đã xảy ra, mau chóng xử lý cho tốt. Âm Thừa Toàn quay người nói với hai gã đại la cảnh sau lưng. Sắc mặt thanh niên độc giác cùng đại hán mặc áo bào xám đều thủy chung lạnh lùng, nghe vậy liền đáp ứng một tiếng, thân thể liền hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen, bay về phía Tẩy Hồn Khu. Không phải chuyện đại sự gì thật có lỗi đã làm chậm trễ thời gian của chư vị chúng ta lại tiếp tục bắt đầu đại hội đi âm thừa toàn ngồi xuống mở miệng nói ra đám người trong hội trường đều nhìn nhau lần lượt từ từ ngồi xuống chỉ là lúc này sắc mặt của đám người lộ vẻ khác nhau nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện cả hoàng phủ cung chủ người cảm thấy lời âm thừa toàn vừa nói có đúng là sự thật không giao tam tiến lên một bước truyền âm với hoàng phủ ngọc còn trao đổi với cả võ dương nữa âm thừa toàn quỷ kế đa đoan sao lại có thể tin lời hắn chứ? Mở cấm chế không gian xung quanh trụy hồ khu, chắc chắn là âm mưu của hắn, thế nhưng một tiếng trầm vang khi nãy tựa hồ không có liên quan. Nếu ta đoán không sai thì bên tẩy hồn khu đã xảy ra chuyện gì đó. Hoàng Phủ Ngọc cười lạnh một tiếng, truyền âm nói ra. Âm mưu, sắc mặt giao tam hơi thay đổi. Hoàng Phủ Cung Chủ là người nhiều mưu lắm kế nhất luân hồi vực chúng ta, vậy đã đoán được toan tính của âm thừa toàn chưa? Võ Dương Cung Chủ quá khen rồi, luận về mưu kế và trí tuệ, ta nào dám so với vực chủ đại nhân, hiện giờ manh mối vẫn còn quá ít, âm mưu của âm thừa toàn, ta vẫn chưa nhìn thấu được. Hoàng Phù Ngọc mỉm cười, truyền âm nói ra, vậy chúng ta làm gì bây giờ, cứ vậy mà đợi ở đây sao? Giao Tam truyền âm hỏi, không cần phải lo lắng, vực chủ đại nhân sớm đã lường trước tam vực hội minh lần này, âm thừa toàn sẽ có âm mưu, vì vậy đã sớm chuẩn bị rồi, chúng ta cứ tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng Phù Ngọc truyền âm nói ra, Giao Tam cùng Võ Dương nghe vậy, con mắt đều sáng rực lên, cũng không nhiều lời nữa. Cung điện dưới đất trong tẩy hồn khu, Âm Khư cùng Quỷ Mộc thấy bàn tay khổng lồ cùng cái đầu giữ tận thật lớn kia trước mắt, sắc mặt trắng bệch một mảnh. "Âm Khư trưởng lão, bọn người kia đã bay ra ngoài rồi, chúng ta có nên bắt mấy người bọn hắn trước hay không, rồi giao cho vực chủ đại nhân xử lý, phần nào có thể làm cho vực chủ đại nhân bất giận một chút." Quỷ Mộc hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục lại, nhìn về phía bọn người Hàn Lập đang bay ra bên ngoài, vội nói ra sắp gần tới lúc triển khai kế hoạch của vực chủ đại nhân rồi, bây giờ lại làm dối tung lên như thế, ngươi cho là bắt mấy tên trộm này thì có thể làm vực chủ đại nhân nguôi giận à, may mắn là hỗn hầu còn chưa hoàn toàn thoát khốn, việc cấp bách bây giờ là giam cầm con cự thú này lại, rồi chờ viện binh tới. Sắc mặt âm khư tái nhợt nói một tiếng, sau đó cắn răng một cái, cả người bay vụt về phía trước, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo hắc quang từ trên người lão toát ra, xoay chuyển một vòng rồi biến thành một tấm lệnh bài phật này nhìn giống như tấm cửu u lệnh chỉ là trên lệnh bài có khắc đồ án chín đầu mặt quỷ âm khư không nói gì há miệng phun ra mấy giọt máu tươi chui vào trong lệnh bài tấm lệnh bài màu đen lập tức tỏa ra hào quang từng vòng linh quang màu đen từ phía trên hiện ra chín đầu mặt quỷ trên lệnh bài màu đen nhanh chóng nhúc nhích trong nháy mắt phồng lớn gấp mấy lần hơn nữa càng lúc càng lớn hơn rồi từ đó phun ra chín đầu mặt quỷ như thực chất lóe lên rồi chui vào hư không xung quanh rầm rầm từng sợi xiềng xích màu đỏ tươi từ bốn phía hư không bắn ra quấn quanh bàn tay cùng cái đầu của hỗn hầu tuy vậy những sợi xiềng xích mà âm khư gọi ra so với những sợi xiềng xích đang trói trên người hỗn hầu rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều còn quỷ mộc thì nhìn về phía mấy người hàn lập tựa hồ có chút không cam lòng hỗn hầu bị những sợi xiềng xích trói lấy thân thể hỏa diễm trong đôi mắt của nó quay cuồng một trận cánh tay lại vung lên lần nữa một cỗ cự lực đáng sợ từ cánh tay phát ra làm cả bốn phía hư không rung động âm thanh vỡ nát phanh, phanh, phanh không ngừng vang lên, những sợi xiềng xích mà âm khư gọi ra lập tức bị đứt đoạn hơn phân nửa. Quỷ mộc, người đang làm gì vậy, còn không mau tới giúp ta. Đột nhiên sắc mặt âm khư trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, rồi quay đầu quát to với quỷ mộc. Quỷ mộc không dám do dự nữa, lập tức bay tới hạ xuống sau lưng âm khư, hai tay vung lên. Hai đạo hắc quang vừa to vừa lớn từ trong lòng bàn tay lão bắn ra, chui vào trong cơ thể âm khư, sắc mặt âm khư lập tức ngưng lại một lát, rồi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hào quang từ lệnh bài màu đen lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ, trong tiếng rầm rầm vỡ nát lại có nhiều sợi xiềng xích bắn ra, quấn quanh cả người hỗn hầu. Góc bên kia, Hàn Lập thấy vậy, liền mừng rỡ, thân hình lập tức hòa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, đánh về phía Mộc Lao đang cầm cố để hồn. Trước người hắn lóe lên ánh sáng màu xanh biếc, chợt hiện ra Huyền Thiên Hồ Lô, rồi nhanh chóng xoay tròn tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Trong miệng Hàn Lập nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết nhanh như bánh xe. Huyền Thiên Hồ Lô lại tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, bất ngờ hình thể phồng lớn gấp mấy lần, mặt ngoài hồ lô run lên ông ông, từ đó hiện ra từng dòng phù văn màu xanh. Quỷ Mộc thấy vậy, lập tức kinh sợ, tạm thời để bọn người Hàn Lập chạy thoát cũng không sao cả, hiện giờ khắp Tu La Thành chỉ sợ đã giới nghiêm hoàn toàn, lấy chút tu vi của bọn hắn căn bản không có khả năng chạy thoát được, sớm muộn gì cũng có thể bắt trở lại. Nhưng đề hồn thì không thể để bọn hắn mang đi được. Quỷ mộc khẽ quát một tiếng, không thấy lão có động tác gì, nhưng trên người lại lóe lên hắc quang, từ đó bắn ra tám cái phủ lục màu đen, thoáng cái đón gió hóa thành tám thanh cự binh màu đen kịt, cả thân nó mọc đầy gai nhọn giống như lang nha bổng. Một cỗ khí tức pháp tác tả ác cường đại từ trên thanh cự binh phát ra, trong đó còn kèm theo từng trận tả âm vang dội, uy thế kinh người. Khí tức mỗi thanh cự binh tỏa ra đều không thua kém gì một kiện tiên khí nhập phẩm cả. Tám thanh cự binh đen kịt thoáng mơ hồ một cái, lập tức hóa thành hàn quang màu đen, lao tới chém thẳng xuống hàn lập cùng lúc đó mộc lao đang cầm cố đề hồn cũng lóe lên quang mang kéo cả đề hồn ở bên trong bay về phía quỷ mộc tới tốt lắm hàn lập thấy vậy không kinh sợ mà lấy làm mừng bất ngờ bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng màu vàng phía sau lóe lên kim quang từ đó hiện ra chân môn bảo luân bảo luân mau chóng xoay chuyển vô số gợn sóng màu vàng từ đó khuyết tán ra bao phủ cả tám thanh cự binh vào bên trong tám thanh cự binh đen kịt lập tức ngừng lại chốc lát thế nhưng uy lực của tám thanh cự binh thực sự quá mức cường đại, làm toàn bộ khu vực của gợn sóng màu vàng rung động kịch liệt, có xu thế tán loạn. chương 753, bốn màu lôi cấm, Hàn Lập không để ý chút nào đến chân ngôn Bảo Luân sắp bị tan vỡ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhập vào trong huyền thiên hồ lô. Huyền thiên hồ lô lần nữa tản ra quang mang sáng ngời, phốc một tiếng, phun ra một mảnh quang mang xanh biếc, bao lại tám thanh cự binh màu đen, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy màu xanh biếc hắc mang trên cự binh lập tức tiêu tán nhanh chóng thu nhỏ lại trong nháy mắt hóa lại thành tám tấm phủ lục màu đen thu hàn lập quát khẽ một tiếng tay bấm tiếp pháp quyết quang mang xanh biết đang bao vây tám tấm phủ lục màu đen bắn ngược về lóe lên chui vào trong huyền thiên hồ lô quỷ mộc thấy cảnh này nao nao động tác trong tay hàn lập cũng không dừng lại toàn lực thôi động huyền thiên hồ lô huyền thiên hồ lô lại lóe lên quang mang lần nữa nhanh chóng xoay tròn mấy tiếng ken két như vỡ vụn giòn tan từ trong hồ lô truyền ra sau một khắc, miệng hồ lô đột nhiên nở rộ hắc mang chói lòa, sau đó một đạo tinh quang màu đen thô to từ đó bắn ra, chém cực nhanh lên một lao màu đen kia. Một cỗ dao động pháp tắc cực kỳ cường đại trùng trùng điệp điệp từ trong tinh quang màu đen tản ra, xoẹt một tiếng, một lao màu đen dễ dàng bị chém làm hai như một tờ giấy mỏng, thân hình đề hồn trong đó rơi xuống phía dưới. Giờ phút này đề hồn bị thương rất nặng, khắp người hiện ra rất nhiều lỗ máu như bị ngàn chiếc gai đâm, máu me đầm đìa nhìn cực kỳ thê thảm thân hình hàn lập mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện trong hư không bên cạnh đề hồn, đỡ lấy người nàng rồi lập tức bay về nhanh như điện xạ. Liên tiếp biến hóa diễn ra nhanh chóng vô cùng, quỷ mục chưa kịp phản ứng thì hàn lập đã mang theo đề hồn tránh xa. Quỷ mục nhất thời kinh sợ, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía huyền thiên hồ lô kia cũng hiện ra một tia tham lam. Tám tấm phù lục phong ấn cự binh kia vốn có tên tà phá thiên trận huyền binh, chính là một bộ tiên khí do một vị hôi giới đại la đỉnh phong luyện chế, lúc còn hoàn hảo đạt đến cấp bậc tiên khí ngũ phẩm năm đó lúc lão có được bộ tiên khí này tám thanh tà binh gần như đã hỏng lão đã sử dụng bí thuật hôi giới cuối cùng dẫn suốt được lực lượng pháp tác trong tà binh ra phong ấn vào bên trong tấm phù luyện chế thành một dạng tương tự phù bảo tám tấm phù lục huyền binh này đã giúp lão đánh đuổi rất nhiều cường địch mặc dù uy năng còn lại không nhiều nhưng vừa đối mặt huyền thiên hồ lô đã nhanh chóng bị xoắn nát thu lấy hơn nữa còn có thể sử dụng lực lượng pháp tác ẩn chứa bên trong bắn ngược trở lại huyền thiên chi bảo huyền diệu như thế, lão chưa từng thấy qua. Giống, đúng lúc này, hỗn hầu bỗng nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, vô số nghiệp hỏa giống như rắn lửa màu đen từ trong bàn tay và đầu của nó phun ra ngoài. Siêng xích cuốn quanh trên người hỗn hầu bị nghiệp hỏa đen kịt cuốn lấy, nhanh chóng tan rã. Hai người âm khư thấy cảnh này, sắc mặt lần nữa biến đổi, vội vàng rót thêm pháp lực vào lệnh bài màu đen, chín cái đầu quỷ mặt ngoài lệnh bài lại cuồng trướng lên, bắt đầu vặn vẹo trở nên cực kỳ dữ tợn chín sợi xiềng xích màu đỏ tươi quấn quanh người hỗn hầu cũng to thêm mấy vòng. Nhưng không chờ hai người âm khư buông lỏng một hơi nào, nghiệp hỏa trên thân hỗn hầu bỗng nhiên ly thể, đồng thời chín sợi xiềng xích màu đỏ tươi tán loạn ra hai bên, sau đó nghiệp hỏa cuồn cuộn ngập trời ngưng tụ hóa thành một bàn tay hắc diễm to lớn, đập xuống hướng hai người âm khư ầm ầm. Hư không phụ cận bàn tay hắc diễm to lớn trực tiếp bị thiêu đốt, liên tục không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt. Những nơi bàn tay lo lớn này lướt qua, hư không như một sợi bún yếu ớt, dễ dàng bị vò nát xé rách ra không gian trở nên vặn vẹo biến dạng trong lòng âm khư run sợ u quang màu đen trên thân đại thịnh ngừng tụ lại trước người thành một thứ giống như con mắt với đồng tử lo lớn đen kịt một đạo hắc mang giống như ánh kiếm từ trong đồng tử con mắt bắn ra đánh vào bàn tay hắc diễm to lớn phanh một tiếng ánh kiếm màu đen bạo liệt ra bàn tay hắc diễm to lớn cũng dừng lại một chút nhưng lập tức khôi phục bình thường tiếp tục đập xuống sau khi âm khư thi triển thần thông con mắt kia lập tức kéo quỷ mộc một cái, hai người liền hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đen tán loạn bay ra bên ngoài, hiểm hiểm tránh thoát bàn tay hắc diễm to lớn oanh kích. Bàn tay đó đập xuống, nhưng không nổ vang rung trời như dự liệu, mà không gian dưới đất nơi bị đập chúng đó trực tiếp sụp xuống, hóa thành một cái hố khổng lồ đen thấm sâu chừng mấy ngàn trượng. Ồ, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn đã chạy trốn ra xa tầm ngàn trượng, trong mắt lóe lên tử quang, nhìn về chỗ sâu nhất dưới cái hố, sau đó thân hình thoát một cái bay vào trong đó các người cũng nhanh đến đây. Thanh âm hàn lập vang lên trong đầu hai người Hồ Tam và Thạch Xuyên không, hai người hơi ngẫn ra nhưng vốn tin tưởng hàn lập, đều bay theo vào hố sâu kia. Mấy người vừa bay xuống cái hố, tiếng vang ầm ầm lập tức từ bên trên truyền xuống, tựa hồ hỗn hầu cùng hai người âm khư lại bắt đầu giao chiến. Lệ đạo hiếu, người dẫn chúng ta xuống nơi này làm gì, ở đây mặc dù có thể tạm thời tránh khỏi chém giết, nhưng lại không có đường ra, ngược lại nếu bị người ta vây khốn thì cực kỳ nguy hiểm. Hồ Tam nhìn về phía hàn lập, nhíu mày bộ dáng không hiểu nói ra. Hàn lập không có trả lời, một tay ôm đề hồn, tiên linh lực trong cơ thể không ngừng truyền vào trong cơ thể giúp nàng trị thương. Tay còn lại của hàn lập vung lên, bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh, chém mạnh một kích lên trên vách đá vẫn còn nóng đỏ. Dầm một tiếng, vách đá lập tức bị chém xuống một mảng lớn, chỗ sâu bên trong vách đá lộ ra một cái thông đạo màu đen. Đây là, ta đã hiểu, nhiều nơi bên dưới tu la thành bị đào rỗng, mở ra rất nhiều không gian dưới đất. Vừa nãy hỗn hầu đánh một kích xuyên sâu xuống lòng đất, liên thông đến một chỗ không gian khác dưới này. Lệ đạo hiếu, cũng nhờ ngươi mới phát hiện được chỗ thông đạo này. Mắt thạch xuyên không sáng lên, mừng rỡ nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta mau nghĩ cách rời đi. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ tu la thành đều chú ý đến động tĩnh nơi này, chẳng mấy chốc sẽ có những tu sĩ đại la cảnh khác, thậm chí là tồn tại khủng bố hàn lâm. Sắc mặt hàn lập vẫn không buông lỏng, thả người bay vào trong thông đạo màu đen. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không nghe vậy, không nói hai lời bay theo vào trong, ngay lúc đó tay trái vung lên. Phần phật một tiếng, một ngọn lửa màu trắng bắn ra, chui vào trong vách đá, vách đá lập tức bị tan chảy, chặn lại thông đạo màu đen, thanh âm từ bên ngoài liền giảm đi nhiều. Ba người cũng không quay đầu lại mà bay nhanh về phía trước. Không gian trong thông đạo màu đen này cũng khá lớn, cao chừng 7-8 trượng, hai bên vách đá có khắc từng đường vân, giống như là một loại phù văn phong ấn nào đó chỉ là phía trước một mảnh tăm tối thần thức không thể dò xét nên không biết thông đến nơi nào phía trước chẳng lẽ lại phong ấn thứ gì thạch xuyên không đột nhiên hỏi thầm một tiếng hắc hắc một con hỗn hầu đã đủ cho cửu u tộc bận rộn nếu lại thêm một con nữa chỉ sợ hôi giới này phải hỗn loạn rồi hồ tam cười nói giải cái phong ấn lúc trước đã khiến tinh lực ta gần như cạn kiệt hiện cũng không còn khả năng giải cái nào nữa đâu thạch xuyên không cười mắng nhưng vào lúc này hai mắt hàn lập chợt lóe lên tử quang trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo thanh quang vào tới phía trước. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không thấy vậy, lúc này không nói thêm gì nữa, lập tức tăng tốc đuổi theo. Rất nhanh ba người đã tới cuối thông đạo, nơi đây cũng xuất hiện một cái sảnh lớn. Chỗ sâu nhất bên trong sảnh có một cái cửa đá đứng vững ở đó, trên mặt chấp động các loại hào quang, phía ngoài cùng là một màn sáng bạc lóa mắt, tản mát ra từng trận dao động không gian, giống như đúc với tình huống trước đó. Chỉ là cấm chế trên cửa đá, ngoại trừ cấm chế không gian màu bạc phía ngoài, còn lại là bốn đạo cấm chế lôi điện. Bốn đạo cấm chế lôi điện này phân biệt thành bốn màu lục, tím, bạc, vàng, tản mát ra dao động lôi điện pháp tác vô cùng mạnh mẽ. Đạo cấm chế lôi điện màu vàng kia tản ra lôi điện lực, lại chính là hoán cốt kim lôi. Hoán cốt kim lôi, chẳng lẽ trong đó là, mắt thạch xuyên không sáng như ánh sao, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ Tam nhìn cửa đá cũng vui vẻ, nhưng trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó có thể nhìn thấy. Thạch đạo hiếu, không gian cấm chế nơi này vẫn phải nhờ ngươi a. Hàn lập đánh giá trên dưới một chút, nói với thạch xuyên không. Không gian cấm chế nơi này cùng một dạng với trên cánh cửa trước đó, ta đã có kinh nghiệm phá giải, hẳn là không vấn đề gì. Thạch xuyên không trả lời, sau đó vung tay lên bấm niệm pháp quyết, trong tay áo bay vụt ra từng đạo quang mang màu bạc, hóa thành từng cái trận kỳ màu bạc, bay lượn xoay quanh. Hai tay gã bấm niệm pháp quyết, những trận kỳ màu bạc này lập tức xoay quanh hình thành mấy cái pháp trận, bay tới màn sáng không gian cấm chế trên cửa đá rồi chậm rãi hạ xuống ánh sáng màu bạc trói mắt nở rộ ra phát ra âm thanh va chạm liên tiếp lúc này hồ tam không giúp được gì liền đứng ở một bên cảnh giác xem có truy binh phía sau hay không hàn lập thì lùi đến chỗ trống một bên nhẹ nhàng đỡ đề hồn nằm xuống hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết mấy tấm phủ lục màu xanh lá từ trong tay hắn bay ra hóa thành ánh sáng xanh lá chui vào trong cơ thể đề hồn vết thương trên người đề hồn nổi lên vô số sợi tơ mỏng màu xanh lá quấn quanh dung hợp vào nhau những vết thương kia nhanh chóng khép miệng lại mắt hàn lập sáng lên một đạo hắc quang từ ngón tay bắn ra một cỗ mùi thuốc lan tỏa chính là một viên đan dược màu đen phía trên có khắc mấy đạo huyết sắc tinh thi chính xác chui vào trong đôi môi đỏ xinh xắn hơi mở của đề hồn một đoàn hắc quang từ trên bụng nàng nổi lên nhanh chóng khuếch tán đến các nơi toàn thân khí tức trên thân đề hồn cấp tốc khôi phục sau vài hơi thở nàng khẽ nhíu mày chậm chậm mở hai mắt ra nhưng sắc mặt vẫn còn vô cùng nhợt nhạt chủ nhân nàng ngồi dậy nhìn Hàn lập cảm kích đang tính nói chuyện khoan hãy nói gì luyện hóa hết dược lực còn lại của đan dược trong cơ thể trước đi rồi nói Hàn lập khoát tay chặn lại nói ra đề hôn gật đầu nhẹ ngồi xếp bằng trên thân chấp động quang mang Hàn lập nhìn lại hướng thông đạo trong mắt chấp động tử quang cảnh giác thời khắc này cũng may phía sau không có động tĩnh gì quỷ mục và âm khư cũng không có đuổi theo trước cửa đá, hai tay thạch xuyên không bấm niệm pháp quyết, toàn lực thôi động mấy bộ pháp trận màu bạc kia, từng cây trận kỳ nhanh chóng đâm vào màn sáng màu bạc lần nữa, so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Gã hít sâu một hơi, trong ngực lóe lên ánh bạc, lại hiện ra la trá tỷ bà, mười ngón tay nhanh chóng khảy, âm thanh chanh chanh. Vang lớn tràn ngập toàn bộ không gian, nghe như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, giáo vàng ngựa sắt, khí thế hùng hổ vạn dặm. Hư không phụ cận chấn động, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Thạch Xuyên không điều khiển la trá tỷ bà đã tự nhiên hơn trước rất nhiều, theo từng ngón tay khẩy, từng đạo âm phù ánh bạc từ trên tỷ bà bắn ra, chui vào trong màn sáng màu bạc. Màn sáng màu bạc lập tức run rẩy kịch liệt, liền trở nên mỏng lại, nhanh chóng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Nhưng lớp mỏng cuối cùng của màn sáng này lại cứng chắc dị thường, dù đã mỏng như cánh ve lại không có dấu hiện tan vỡ. Trong mắt Thạch Xuyên không chấp động quang mang, ngón tay hơi nhấc lên, sau đó trùng điệp khẩy lên dây tỷ bà năm lần liên tiếp. Chanh 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 chanh, năm cỗ phòng bạo âm phù màu bạc từ trên la trá tỷ bà cuốn ra ngoài ngừng tụ lại thành năm đạo ánh kiếm màu bạc dao động pháp tắc cuồn cuộn từ trên ánh kiếm tản ra khiến cho người nhìn không khỏi kinh hãi năm đạo ánh kiếm màu bạc bắn đi lóe lên rồi chém lên màn sáng màu bạc chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn màn sáng màu bạc rốt cuộc không thể kiên trì trực tiếp bạo liệt ra hóa thành vô số ánh sáng bạc phiêu tán sắc mặt thạch xuyên không hơi tái nhợt Hiển nhiên vừa rồi thi triển thần thông khiến gã tiêu hao cực lớn, nhưng cuối cùng đã phá vỡ được không gian cấm chế này. Gã thở phào một hơi, quay đầu tính gọi bọn hàn lập tới. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến.